Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 16 chương 151, cụt một tay như thần. Lúc này, Triều Chi Lâm đã hoàn toàn khác với trước kia, như thể trở thành một con người mới. Sư Xuân chặt chẽ tập trung vào Triều Chi Lâm, không biết đối phương đang thi triển pháp thuật gì. Nhưng hắn cảm nhận được một luồng khí đen tối dị thường xung quanh, dù với tu vi của hắn, vẫn không thể nhìn rõ điều này. Mắt phải của Sư Xuân mở ra dị năng, ngay từ đầu đã định mở, để hắn có thể nhìn rõ bản lĩnh của đệ tử Túc Nguyên Tông này. Cảnh tượng hiện lên trong mắt phải thay đổi nhanh chóng, thế giới hư ảo đó lại hiện ra trước mắt hắn. Triều Chi Lâm xuất hiện trong hình dạng một hình người mờ ảo được tạo thành từ sương mù, toàn thân là những sợi tơ trắng phiêu tán, những tia tơ này nhanh chóng hướng về phía nền vật chất phiêu xanh thẩm thấu. Tại đan điền của hắn có một đoàn ánh sáng bạc mờ ảo chìm nổi và xoay chuyển. Trong thế giới hư ảo này, những sợi tơ thô kết nối như những dòng năng lượng màu xanh đang chảy trong kinh mạch. Một phần trong đó, trước mặt Sư Xuân, kết hợp với một vùng vật chất màu xanh đang lưu động tốc độ cao, khiến vật chất màu xanh này sinh ra biến đổi kỳ dị. Vùng biến đổi nhanh chóng biến thành một hình người cầm kiếm, mờ ảo giống như bản thân Triều Chi Lâm. Còn có một hình người cầm kiếm khác đang âm thầm hình thành bên phải của Sư Xuân, mũi kiếm đã gần chạm tới cơ thể hắn, chỉ cách khoảng một thước. Ngay phía trước còn một người cầm kiếm, ẩn mình dưới mặt đất như một thích khách. Một vùng ánh sáng bạc khác bên trái dường như cũng đang muốn hình thành, nhưng Triều Chi Lâm dường như quá sức, đầu ngón tay của hắn hơi run rẩy. Rõ ràng điều này có liên quan đến thương tích nặng mà hắn chịu. Cuối cùng, vùng ánh sáng bạc bên trái đó tan biến, trở lại thành những sợi tơ khuếch tán vào trong hư không. Toàn bộ quá trình này diễn ra rất nhanh. Nhận thấy điều bất thường, Sư Xuân kín đáo nhìn quanh và nhìn xuống chân mình. Hắn không phát hiện được người cầm kiếm ánh sáng bạc ở đâu khác, chỉ thấy trước mặt có một hình người, phía trước dưới mặt đất có một hình và bên phải có một hình. Tổng cộng có ba hình người. Chỉ có mắt phải của hắn mới nhìn thấy những điều này, trong khi mắt trái thì vẫn thấy mọi thứ như bình thường, không có gì cả. Nhưng đối với người đã chứng kiến sự kết hợp của hư ảo và hiện thực như định thân phù, Sư Xuân biết rõ rằng những hình ảnh hư ảo này không vô hại. Chúng có thể tồn tại trong hiện thực và có thể gây ra sát thương, vì vậy hắn không dám khinh thường. Triều Chi Lâm, ngay trước mặt, đã lơ lửng trong không khí, cách mặt đất ba thước. Tư thế của hắn nhẹ nhàng, nhị liên chỉ chĩa xuống mắt, giống như một thần linh cụt một tay, thị giác bên trên thực sự cho người ta một cảm giác đe dọa lớn. Trong võ đài Vương Đô, không gian tĩnh lặng như vừa bị phá vỡ, một loạt tiếng reo kinh ngạc vang lên. Oa, lơ lửng mà không cần dựa vào gì. Cao võ tối đa chỉ có thể lơ lửng tạm thời, còn lơ lửng không cần điểm tựa ít nhất phải đạt đến nhân tiên cảnh giới. Vừa vào Tây Cực đã đột phá từ cao võ lên nhân tiên sao? Nói bậy, nhanh đến mức không thể liên tiếp đột phá hai cấp như vậy. Chắc là nhờ thuật pháp, không hổ là đại phái số 1 của Thắng Thần Châu, chỉ riêng phong thái ra tay đã không tầm thường rồi. Trưởng lão Túc Nguyên Tông, Kế Thanh Hòa, đôi mắt hơi híp lại, chú ý đến từng động tác của Triều Chi Lâm, càng nhìn càng thấy sắc mặt thêm nghiêm trọng. Xung quanh cũng có một vài tiếng bàn luận không đồng thuận, vậy hắn bị ai đánh trọng thương vậy? Sư Xuân dám thả hắn ra để quyết đấu, chắc chắn không sợ hắn. Đệ tử Vô Kháng Sơn cảnh giới sơ võ mà dám đấu với đệ tử Túc Nguyên Tông cấp cao võ, dựa vào cái gì chứ? Cho nên mới đánh cho đối phương bị thương trước. Nói nhảm, Vô Kháng Sơn là môn phái chế tạo định thân phù, họ dựa vào đó để đối phó mà. Vì là môn phái luyện chế bùa chú, cao tầng Vô Kháng Sơn đương nhiên rất rõ về nhược điểm của phù triện, biết rằng định thân phù vô hiệu đối với đệ tử Túc Nguyên Tông. Trưởng lão Ân Huệ Hinh vô thức quay đầu, nhẹ giọng hỏi Kha trưởng lão bên cạnh, ngươi đã nói với Sư Xuân về sự khác biệt giữa định thân phù và Túc Nguyên Tông chưa? Bọn chúng vừa ra khỏi vùng lưu đày, có thể không biết những điều này. Kha trưởng lão gò má nghiêm nghị, đáp, không biết trời cao đất rộng, chết đi càng tốt hơn. Rõ ràng là không có thông báo trước. Sư Xuân cũng không biết sẽ gặp phải tình huống này. Hắn cũng không muốn nói quá nhiều với hai đệ tử lai lịch không chính đáng này. Ân Huệ Hinh suy nghĩ một chút, dường như hiểu được nếu Sư Xuân thực sự bị đệ tử Túc Nguyên Tông đánh chết trước mắt mọi người, phiền toái cũng sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể không thở dài một tiếng. Trong mắt của hai vị trưởng lão, rõ ràng họ nghĩ rằng Sư Xuân muốn dùng định thân phù để giành chiến thắng. Họ không thể nghĩ ra cách nào khác mà Sư Xuân có thể dùng để đánh bại Triều Chi Lâm,
trong khi Túc Nguyên Tông lại có công pháp khắc chế định thân phủ. Vì thế, hai người tin rằng Sư Xuân đang tìm đường chết. Phượng Trì, người giấu mình dưới áo choàng, lại có cái nhìn khác. Nàng thấy Tượng Lam Nhi ở đây và biết rằng Tượng Lam Nhi hiểu rõ công pháp của Túc Nguyên Tông có thể phá định thân phủ. Vì vậy, nàng đoán rằng Sư Xuân sẽ không sử dụng định thân phủ để quyết đấu. Miêu Diệc Lan trên đài cũng nhìn thấy cảnh tượng này, với một tâm hồn trong sáng, cô biết rằng Túc Nguyên Tông rất mạnh. Sự căng thẳng của trận đấu cộng thêm không khí xung quanh khiến cô có chút lo lắng, nhịn không được mà quay đầu hỏi cha mình, cha, Sư Xuân có thể thắng được không? Miêu Định Nhất không biết câu trả lời, chỉ hỏi ngược lại, con nhìn xem, hắn có vẻ sợ không? Đúng vậy, tất cả các cao thủ đang theo dõi trận đấu đều nhìn vào phản ứng của Sư Xuân. Cho đến khi kết thúc, không ai dám chắc rằng Triều Chi Lâm sẽ chắc chắn thắng. Từ tình thế hiện tại của Triều Chi Lâm, rõ ràng không khiến Sư Xuân bộc lộ chút sợ hãi nào. Điều này đã nói lên được một vài điều. Vệ Ma, vực chủ của Sinh Châu, người trông có vẻ bình thản tựa vào ghế, hai tay vân vê râu không ngừng, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình cũng không rời đi. Triều Chi Lâm đứng lơ lửng trong hư không, khiến cho Ngô Cân Lượng, người quan sát trận đấu, cảm thấy căng thẳng. Hắn lúc này mới thực sự đồng ý với lời Tượng Lam Nhi rằng Túc Nguyên Tông rất đáng sợ. Ngô Cân Lượng hét lên, Xuân Thiên, có cần hỗ trợ không? Ý hắn là, có muốn cả bọn cùng tiến lên không? Sư Xuân không đáp lại. Trong mắt người khác, Triều Chi Lâm dường như đang đứng lơ lửng, nhưng trong mắt Sư Xuân, Triều Chi Lâm giống như một con nhện lớn đang treo trên mạng nhện, xung quanh là các sợi tơ mạng nhện bám đầy. Trung tâm của lưới mạng như đang chìm vào bên trong, các sợi tơ dường như đã căng đến cực điểm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra Triều Chi Lâm. Hoặc có thể nói, xung quanh nơi này đã trở thành lãnh địa của Triều Chi Lâm, mạng nhện giăng khắp nơi. Sư Xuân im lặng quan sát, không thấy có biến hóa thêm. Hắn tự hỏi, liệu đây có phải là sát chiêu mạnh nhất của Triều Chi Lâm? Sư Xuân muốn nói ra rằng hắn đã giết Quản Ôn và Yến Kỳ chỉ để chọc giận đối phương, muốn đối phương sợ hãi và buộc phải tung ra tuyệt chiêu, để hắn có thể tìm cách ứng phó cho trận đấu quyết định cuối cùng trong Thiên Vũ Lưu Tinh Đại Hội. Nếu không còn biến hóa, Sư Xuân đưa tay ra sau vai, cầm lấy chuôi đao và chậm rãi rút đao ra. Tiếng đao rút ra khiến Triều Chi Lâm, đang đứng lặng như thần, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt như điện, trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Sư Xuân, pháp thuật theo tâm động mà kích hoạt. Hình người cầm kiếm bạc bên phải Sư Xuân chỉ cách hắn khoảng một thước, bất ngờ đâm về phía Sư Xuân. Hình người kiếm khách nằm dưới mặt đất cũng không dừng lại, vượt qua mọi chướng ngại, nhắm vào Sư Xuân mà tấn công chớp nhoáng. Những hình kiếm khách này dường như có thể tự do di chuyển giữa trời và đất, vượt qua bất kỳ chướng ngại nào. Sư Xuân rút đao, nghiêng người né tránh mũi kiếm đang đâm vào eo mình và thuận thế chém một đao về phía sườn của kiếm khách. Một đao chém trúng, lực kích động mạnh mẽ, hư ảo và hiện thực đan xen lẫn nhau. Trong tầm mắt mọi người, dù là người đang ở hiện trường hay nhìn qua màn hình kính tượng, đều thấy một hình người cầm kiếm bạc hiện ra. Hình người bạc trống rỗng xuất hiện, khiến nhiều người phải giật mình. Ngay khi hình người bạc xuất hiện, nó đã vỡ vụn. Dưới đao của Sư Xuân, một tiếng nổ vang lên, kiếm khách bạc tan thành sương mù và nhanh chóng biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Đó là cái gì? Ngô Cân Lượng thất thanh kêu lên. Binh giải thuật. Tượng Lam Nhi vô ý thức đáp lại, đôi mắt vẫn nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào tình huống. Sư Xuân sau khi tránh được một đao chớp nhoáng từ dưới đất, không ngừng lại mà quay thân, cuồng bổ một đao xuống mặt đất. Oanh! Mặt đất nổ tung, tạo thành một cái hố sâu. Đao này mang lại uy lực khiến cho các tu sĩ ở kính tượng Vương Đô trước võ đài đều không khỏi rung động. Nhiều người không khỏi cảm nhận được sức mạnh kinh người của đao này, giống như lần đầu tiên Ngô Cân Lượng thấy Vô Ma đao. Đất đá vỡ nát, mịt mờ bạc sương mù xuất hiện từ lòng đất rồi nhanh chóng tan biến. Mặc dù không còn thấy Ngân Huy kiếm khách, nhưng cả người xem trong và ngoài đều hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Túc Nguyên Tông trưởng lão Kế Thanh Hòa sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn, rõ ràng không nghĩ rằng với tu vi hiện tại, Sư Xuân có thể dự đoán được đòn đánh lén từ dưới đất. Khi đất đá còn đang nổ tung, Sư Xuân cũng đã vươn mình tránh đi, vừa kịp né tránh một kiếm từ trên cao đánh xuống. Tuy nhiên, đối với người khác, cảnh tượng này hoàn toàn vô hình. Đúng lúc này, Triều Chi Lâm hành động. Tay đang dựng trước ngực đột nhiên nhanh chóng rút kiếm bên hông. Cả người hắn bắn ra với tốc độ nhanh chóng, nhanh đến mức không thể nhìn rõ bóng người. Hắn kết hợp giữa tốc độ của chính mình và sự đẩy lực của mạng nhện, khiến cho kiếm vừa ra khỏi vỏ, người đã xuất hiện trước mặt Sư Xuân. Tốc độ đó nhanh đến mức người ta không thể phản ứng kịp. Dù Sư Xuân không thể phản ứng hoàn toàn, nhưng nhờ quan sát trước tình thế và đoán được đường đi của đối phương, hắn đã kịp dự đoán đường tấn công của Triều Chi Lâm.
Ngay khi Triều Chi Lâm di chuyển, Sư Xuân đã điều chỉnh hạch tâm của mình, bật mạnh từ mặt đất để né tránh một lần nữa. Một luồng sáng lạnh lóe lên, mũi kiếm của Triều Chi Lâm lướt qua người Sư Xuân chỉ trong tích tắc. Xuân Thiên, Ngô Cân Lượng hét lên kinh hoàng. Tốc độ tấn công của Triều Chi Lâm nhanh đến mức ngay cả người có tu vi cao võ cũng khó có thể tránh thoát. Điều này vượt xa khỏi tưởng tượng của Ngô Cân Lượng. Trước võ đài kính tượng, mọi người gần như nín thở. Rất nhiều người trong nháy mắt chừng lớn mắt, không thể tin được tốc độ đó. Tốc độ quá nhanh, vượt xa khả năng của các tu sĩ cao võ đại thành. Miêu Diệc Lan không tự chủ mà quay đầu, nhắm mắt lại, không dám chứng kiến cảnh người bạn cũ của mình bị thương. Trong khoảnh khắc đó, cô đã mơ hồ thấy được một dòng máu bắn ra từ cơ thể của Sư Xuân. Trên sân, rất nhiều người cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy. Máu tươi từ người Sư Xuân tung tóe, tạo nên một khung cảnh đầy kịch tính và căng thẳng. Chương 152, vô cùng lo sợ. Miễn cưỡng tránh thoát được một kích chí mạng từ Triều Chi Lâm, Sư Xuân cố gắng hết sức né tránh, nhưng lại không thể hoàn toàn tránh khỏi đòn tấn công từ cái ngân huy kiếm khách hư ảo kia. Trong khoảnh khắc, mũi kiếm xuyên qua, để lại trên gương mặt hắn một vết cắt đẫm máu. Khi kiếm khách ngân huy xuyên qua dưới chân hắn, Sư Xuân đảo người, giáng một đao trừng phạt vào sau lưng đối phương. Một lần nữa, ngân huy kiếm khách hiện thân trong mắt mọi người, nhưng ngay lập tức nổ tung thành mịt mờ bạc sương mù, rồi tan biến. Triều Chi Lâm đang lơ lửng trên không trung, thấy pháp binh của mình bị tiêu diệt mà không có chút ngạc nhiên. Rõ ràng với hắn, người đã giết được Quản Ôn và Yến Kỳ chắc chắn có khả năng phá hủy pháp binh của hắn. Treo mình trên lưới nhện, tơ nhện xung quanh như thít chặt, mang đến sức ép như muốn đẩy Sư Xuân ra khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, trong mắt Sư Xuân, những gì hắn nhìn thấy đều rõ ràng. Hắn hơi chạm đất rồi lại bắn mình ra khỏi đó. Trong mắt người ngoài, Triều Chi Lâm vừa định hình lại trên không trung, rồi đột nhiên hóa thành một bóng mờ, lướt qua với tốc độ kinh hoàng, gần như chạm vào vị trí của Sư Xuân. Lúc này, dù là Ngô Cân Lượng và Tượng Lam Nhi hay người xem tại kính tượng Vương Đô đều biết rằng Sư Xuân đã không bị chém chết và rằng hắn đã thoát được đòn tấn công kinh hoàng đó. Kha trưởng lão ngạc nhiên nhìn đồ đệ của mình, sự thể hiện của Sư Xuân đã vượt xa mong đợi. Ân Huệ Hinh thì thầm, tu vi của hắn đã đột phá đến cao võ. Nói xong, bà cũng hiểu rõ đây không chỉ là việc tu vi đột phá đến cao võ, mà còn là sự vượt trội về thực lực. Không một đệ tử cao võ nào của Vô Kháng Sơn có thể chịu đựng và phản công lại đòn tấn công khủng khiếp như vậy. Trong mắt mọi người, Triều Chi Lâm hiện lên rõ ràng, nhưng đối với Sư Xuân, hắn chỉ là một điểm khác trên lưới nhện. Sư Xuân vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, nhưng tay hắn lại vung đao ra, chặt đứt những tơ nhện vô hình. Tuy nhiên, đao đi qua mà tơ nhện không đứt, chúng là thứ đan xen giữa hư ảo và hiện thực. Sư Xuân sử dụng ma công dục vào thân đao, và lần này, đao vô ma lại nhẹ nhàng như cánh chim, vô thanh vô tức mà chặt đứt từng sợi tơ nhện. Việc này làm Sư Xuân nhận ra rằng, nếu không có đao vô ma, việc đối phó với các ngân huy kiếm khách này sẽ khó khăn hơn nhiều. Hắn không chỉ phá hủy chúng mà còn buộc chúng hiện hình để dễ dàng tiêu diệt. Triều Chi Lâm lại một lần nữa lướt đi như một bóng mờ, nhanh chóng tránh khỏi vị trí bị tấn công. Sự di chuyển quá nhanh của hắn làm cho mọi người, kể cả các tu sĩ cao võ cảnh giới, không thể theo dõi kịp. Lúc này, Sư Xuân nhanh chóng vung đao liên tiếp, lặng lẽ chặt đứt thêm vài sợi tơ nhện nữa. Khi Triều Chi Lâm chuẩn bị phóng lên lần nữa, Sư Xuân lần này đã sử dụng một kỹ thuật khác. Hắn dùng đao cạo nhẹ xuống đất, tạo ra một vụ nổ đất đá lớn, tung tóe ra xung quanh. Ầm! Bóng mờ của Triều Chi Lâm trực tiếp xuyên qua vụ nổ đất đá. Sư Xuân nhận ra rằng đối thủ của mình có một nhược điểm quan trọng. Triều Chi Lâm quá nhanh và điều này khiến cho hắn không thể thay đổi chiêu thức khi đang ở tốc độ cao. Chính vì điều đó, tốc độ của hắn tuy là ưu điểm, nhưng đồng thời cũng khiến hắn khó có thể điều chỉnh chiêu thức của mình kịp thời. Hắn không tấn công ngay vào nhược điểm này, mà giữ lại như một đòn dự phòng. Mục đích của hắn không phải để đánh bại Triều Chi Lâm, mà là để tìm cách khai thác các sơ hở của đối thủ. Sau khi bật nhảy tránh thoát, lưỡi đao trong tay hắn thuận thế lướt qua cắt một sợi tơ nhện. Khi hắn tiếp đất, lại tiếp tục bật nhảy né tránh, một cái bóng mờ mang theo ánh sáng chớp lóe lại vụt qua. Một bên là người tấn công, một bên là người né tránh, cảnh tượng khiến đa số người ở Vương Đô đang xem màn hình cũng nín thở, không ai dám thở mạnh. Tất cả đều vì Sư Xuân mà căng thẳng. Không phải vì bất công với Sư Xuân, mà là do tốc độ công kích của người tấn công quá nhanh. Còn người phòng thủ mỗi lần né tránh đều rất nguy hiểm, quá trình này khiến mọi người căng thẳng, lo lắng không thể kiểm soát được. Mỗi lần kiếm tấn công đều khiến lòng người hồi hộp. Kết quả luôn không phải như mọi người dự đoán. Khi mà Sư Xuân lại tiếp tục tránh thoát,
cứ như vậy lặp đi lặp lại. Dưới chiếc áo choàng, Phượng Trì hai tay nắm chặt đến mức móng tay ghim vào thịt, căng thẳng đến cực độ. Miêu Diệc Lan mở mắt, nhìn thoáng qua phản ứng của mọi người, rồi mới dám quay lại nhìn màn hình. Lúc này mới phát hiện Sư Xuân vẫn còn sống, nhưng khi nhìn rõ tình cảnh của Sư Xuân, lại không khỏi thầm lo lắng. Trong mắt mọi người, Triều Chi Lâm giống như một cái bóng mờ mang theo ánh sáng chớp lóe, không ngừng từ các hướng lao tới, còn Sư Xuân như một con quay không ngừng bị roi quật, khắp nơi tránh né liên tục. Một người nhanh đến mức không thể thấy rõ, trong khi Sư Xuân dù có phản ứng nhanh nhạy, nhưng các di chuyển vẫn có thể nhìn thấy. Cả hai liên tục đánh giết và né tránh, khiến mọi người không rõ tình hình cụ thể giữa họ, chẳng hạn như thương thế thế nào. Thấy luân phiên công kích như vậy mà vẫn không thể đánh sụp Sư Xuân, trưởng lão Kế Thanh Hòa của Túc Nguyên Tông sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Đệ tử bên cạnh hắn thì đầy vẻ kinh hãi, không ngờ có người có thể dùng tu vi như vậy để tiếp giữ thân kiếm của Triều Chi Lâm nhiều chiêu đến thế. Không biết Sư Xuân đã luyện thân pháp gì mà có thể né tránh được như vậy. Cả Cùng Thiếu Tử lúc này cũng rời ánh mắt khỏi Miêu Diệc Lan, tập trung vào màn hình, bị cảnh tượng chém giết hấp dẫn. Vệ Ma, vực chủ Sinh Châu, ngồi nghiêng tựa vào lan can, đang xoa nhẹ ria mép. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Hắn không ngờ trong số người Sinh Châu tham gia Thiên Vũ Lưu Tinh Đại Hội lại có người có thể chính diện giao chiến nhiều chiêu như vậy với đệ tử Túc Nguyên Tông. Dù biết rằng Sư Xuân đã đánh trọng thương đối thủ trước khi giao đấu, nhưng vẫn không ngăn được hắn cảm thấy lo lắng. Mặt khác, các vực chủ khác cũng theo dõi rất chăm chú. Mấy đứa nhỏ đánh nhau mà còn khiến người ta hồi hộp đến vậy. Một vực chủ đổi tư thế ngồi và thì thầm. Ngô Cân Lượng và Tượng Lam Nhi cũng đang hồi hộp theo dõi. Ngô Cân Lượng còn đỡ, nhưng trong mắt Tượng Lam Nhi đã dần hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ Sư Xuân có thể dựa vào thân pháp giống như vịt ngố kia mà tiếp nhiều chiêu của Triều Chi Lâm đến thế. Quá nguy hiểm, lúc nào cũng mạo hiểm. Tượng Lam Nhi không nhịn được hỏi bên cạnh, chúng ta có nên ra tay giúp không? Ngô Cân Lượng trả lời buồn bã, Xuân Thiên đã kiên trì lâu như vậy mà không ra, chứng tỏ không cần giúp đỡ, có vẻ như hắn còn có thể chịu đựng được. Dù nói vậy, nhưng nhìn các đòn tấn công kia thật sự đáng sợ, bắt đầu so sánh, động tác né tránh của Sư Xuân quá vụng về. Hắn tự hỏi liệu thói quen xông lên đầu tiên của mình trong sinh ngục có nên thay đổi không, bởi vì đấu pháp ở cảnh giới cao võ thật sự không giống sơ võ. Tiếng xe gió vang lên, bóng kiếm và ánh sáng liên tục đánh trả. Lặp đi lặp lại hơn 200 lần, sau đó Triều Chi Lâm đột nhiên phát hiện thân hình của mình nghiêng đi, lập tức kinh hãi. Vươn mình né tránh, chân của hắn chạm vào Sư Xuân, khi ánh mắt thoáng nhìn, hắn thấy sơ hở của Triều Chi Lâm. Sư Xuân lập tức bật lên, lao vào đối thủ. Sơ hở của đối phương chính là do hắn tạo ra, nhờ né tránh hơn 200 lần mà chế tạo ra cục diện. Triều Chi Lâm lần nữa vướng vào mạng nhện, cạnh mạng nhện đã bị rách nhiều chỗ, không còn cách nào tạo thành một đòn tấn công mạnh mẽ. Sư Xuân đã nhìn ra, Triều Chi Lâm mặc dù có thể cảm ứng và điều chỉnh những sợi tơ nhện, nhưng không thể nhìn thấy chúng. Sư Xuân không muốn trốn nữa. Né tránh hơn 200 lần mà không thấy Triều Chi Lâm có trò gì mới, hắn đoán thủ đoạn của đối phương cũng chỉ đến thế, không thể ép ra thêm điều gì nữa. Thấy sơ hở, hắn lập tức phản kích. Khoảng cách gần như vậy, dù không nhanh bằng đối phương nhưng cũng đủ để tiếp cận. Triều Chi Lâm vừa cảm thấy không đúng, ngẩng đầu thì thấy Sư Xuân đã lăng không nhảy lên, hai tay cầm đao chém xuống. Nhiều người thầm khen ngợi hắn thật can đảm. Biết rõ tốc độ tấn công của đối thủ là khủng khiếp, nhưng khi thấy đối phương có chút không ổn định, hắn lập tức xông lên phản kích, không phải can đảm thì là gì. Đây mới thật sự là lúc hai người chính diện giao phong. Mọi người chứng kiến đều nín thở, tập trung cao độ. Vệ Ma, vực chủ Sinh Châu, đang đi qua đi lại, tay trà bên miệng đã cứng đờ, mắt chăm chú dõi theo biến đổi trên màn sáng. Ngẩng đầu lên thấy đối thủ lao tới, Triều Chi Lâm nào dám do dự, lập tức dừng phép, bỏ mạng nhện, đáp xuống mặt đất. Sư Xuân theo sau, đao nộ tung, Triều Chi Lâm lập tức dồn toàn bộ tu vi vào kiếm để cản phá. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên khi đao bổ vào kiếm. Triều Chi Lâm lùi lại một bước, lực xung kích từ dưới chân đánh bật lên một lớp bụi mù. Kiếm trong tay hắn bị sức mạnh khủng khiếp đẩy bật ngược, đâm vào ngực chính mình. Hắn nghiến răng chịu đựng, vẻ mặt dữ tợn. Dù cố chịu nhưng thân thể vốn đã trọng thương khiến máu từ miệng hắn tuôn ra. Dù hắn bị trọng thương, nhưng với tu vi cao võ, Triều Chi Lâm vẫn liều mạng phản công đầy uy lực. Sư Xuân bị toàn đao đẩy bật lên không, lăng không vượt qua đầu hắn. Với vẻ mặt dữ tợn, Triều Chi Lâm giơ kiếm trước ngực, quay người, vung kiếm chém thẳng về vùng trời sau lưng mà không cần quay đầu nhìn. Sư Xuân vừa vượt qua đỉnh đầu Triều Chi Lâm, cũng vung đao phản kích về phía sau.
Hai người còn chưa kịp đối diện ánh mắt, Triều Chi Lâm quay đầu lại thì thấy Sư Xuân đã đứng đó, ánh mắt hắn dao động. Hắn không cảm nhận được cơn đau, nhưng đầu của hắn đã bay khỏi cổ. Kiếm của hắn đâm vào ngực, sau đó nhấc lên để phản kích, nhưng vẫn chậm hơn một bước so với Sư Xuân. Quan trọng hơn, thương thế của hắn rất nặng, sau hơn 200 lần giao đấu đã tiêu hao sức lực không nhỏ, các phản ứng không còn đủ nhanh nhạy. Máu bắn tung tóe, máu nóng bốc lên tận trời. Kiếm trong tay Triều Chi Lâm run rẩy, tựa hồ chỉ hướng về phía sau lưng của Sư Xuân khi thanh đao hạ xuống. Cái đầu đứt lìa rơi xuống không xa dưới chân Sư Xuân. Sư Xuân quay đầu lại, nhận ra chiêu thức cuối cùng của đối phương chỉ đến đó mà thôi. Từ lúc đối phương hô là người trong ma đạo, hắn đã không còn ý định giữ lại mạng sống cho đối thủ. Để người này tiếp tục tồn tại và hòa vào đám người khác thì thật sự không ổn. Mưa máu rơi xuống đất, thân thể tàn phế của Triều Chi Lâm ngã gục trong vũng máu. Thanh kiếm cuối cùng cũng buông lỏng ra, đầu ngón tay thả xuống. Tượng Lam Nhi nhìn thấy cảnh đó, Ngô Cân Lượng thì nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy trên gò má của Sư Xuân có một vết thương đẫm máu, vai và ngực hắn cũng nhuốm đỏ. Lồng ngực phập phồng vì thở dốc, sau khi phải né tránh hơn 200 lần. Trường huấn luyện trong Vương Đô trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người như hóa đá. À, trên đài, Vệ Ma, vực chủ Sinh Châu, đột nhiên vỗ mạnh vào lan can, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hít một hơi thật dài, rồi hai tay phất tay áo phía sau, tinh thần phấn chấn. Hành động của hắn khiến một đám vực chủ xung quanh chú ý. Mặc dù không nghe rõ hắn nói gì, nhưng ai cũng như nghe thấy hắn đang khen ngợi trận chiến này. Các bạn đang nghe truyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top. Chương 153, giơ tay chém xuống. Huyền Châu vực chủ Si Nhượng nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên kính tượng, thần sắc trên mặt có chút vặn vẹo. Thấy động tĩnh của Vệ Ma, khóe miệng hắn lặp đi lặp lại vài lần, nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng mở miệng, kiểm tra người ra trận thế nào rồi, hai người giao đấu này, tại sao lại có tu vi sơ võ. Hắn không nêu rõ ai, nhưng ai biết tình huống đều hiểu hắn đang chỉ đến ai. Vệ Ma nghe tiếng quay đầu lại, với vẻ trấn an đáp, sơ võ với cao võ chỉ kém một bước thôi, 2-3 tháng mà đột phá thì cũng là bình thường thôi. Rất nhiều chuyện, có người nói đỡ thì giọng điệu lại trở nên khác biệt. Si Nhượng chẳng để ý đến hắn, quay đầu nhìn chằm chằm về phía người chủ sự trên khán đài, quát lớn, chuyện gì xảy ra với kính tượng vậy? Nhiều môn phái đứng xếp hàng chờ xem tình hình đệ tử của mình, không ít người đang nóng lòng chờ đợi. Tại sao lại chỉ cho một nhà xem? Ngươi hỏi thử xem Dương Ngột đang làm việc cho ai? Tai bay vạ gió này khiến người chủ sự đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm rằng bình thường ngài ra vẻ rất có khí độ. Nhưng hắn còn biết làm gì khác, chỉ đành quay người chạy đi làm ngay. Ha ha! Có một vực chủ không nhịn được cười, quay đầu nói nhỏ với một vực chủ mới đến, giải thích tình hình trước đây Si Nhượng chiếm lấy hình ảnh trên kính tượng khiến người khác không hài lòng. Có người cảm thán, ai, Si huynh chính trực thật, bội phục. Vệ Ma buông tay ngồi xuống, ta cũng thật bội phục. Si Nhượng liếc nhìn lạnh nhạt, đừng có ở đây châm chọc nữa. Có muốn cược số lượng trùng cực tinh cuối cùng, Sinh Châu và ta Huyền Châu cược một lần không? Nghe có đánh cược, vài người lập tức phấn chấn hẳn lên, điều này thú vị hơn xem bọn nhỏ đánh nhau nhiều. Những người này dường như rất thích gây náo loạn. Vệ Ma, người ta khiêu chiến trước mặt ngươi như vậy, có thể nhịn sao? Không tranh giành mặt mũi thì tranh tiếng nói, cược với hắn đi. Vệ Ma, có chút cốt khí, cắn hắn đi. Vệ Ma chẳng buồn nghe đám này nói nhảm. Phần thắng quá thấp, rõ ràng là sẽ thua, tại sao phải cược? Hắn tựa lưng thoải mái vào ghế, tay gõ nhịp trên lan can. Việc ra tranh giành mặt mũi này đã đủ rồi, lúc đấu võ mồm tối thiểu cũng có cái để chắn miệng lão cẩu Si Nhượng. Trên đài của Vô Kháng Sơn, hai vị trưởng lão cùng một đệ tử ngẩn ngơ nhìn vào hình ảnh trên kính tượng, cùng với vẻ mặt kinh ngạc. Rất nhanh sau đó, hai vị trưởng lão nhìn nhau, cảm thấy lạnh người. Tranh đấu sống chết trên đài không có gì lạ, nhưng trước mặt mọi người đánh vào mặt Túc Nguyên Tông có phải là quá trực tiếp không? Hơn nữa, Vệ Ma vốn đã có ý kiến với Vô Kháng Sơn. Hai người nghĩ đến tương lai, miệng khô không thốt nên lời. Sư Xuân thắng rồi, đánh chết đệ tử Túc Nguyên Tông. Bên trong giáo trường có người phát ra tiếng kinh hô khó tin, như châm ngòi cho đám đông. Những khán giả lấy lại tinh thần và bắt đầu bàn tán xôn xao. Dưới áo choàng, Phượng Trì nhìn quanh, quan sát phản ứng của mọi người. Khi nhìn thấy đầu người rơi xuống đất trong kính tượng, nàng suýt nữa hưng phấn nắm tay giơ lên, máu nóng sôi trào, trong lòng cảm thấy thật sảng khoái. Lý do nàng phấn khích như vậy là do trong lòng nàng luôn đè nén.
những ai chưa từng trải qua như nàng sẽ không bao giờ hiểu được. Một nữ nhân, rất đẹp, lại phải giấu mình trong thanh lâu làm tú bà, cả ngày tươi cười đón khách, thấy tiền phải coi họ như cha mẹ. Gặp phải kẻ thiếu tiền thì còn bị sờ mó, lòng nàng muốn giết người, nhưng vẫn phải nhịn. Nàng đã chịu đựng biết bao khuất nhục. Bản thân nàng không phải loại người trong ma đạo khiến ai cũng khiếp sợ, nhưng lại phải sống như kẻ hèn, chẳng khác gì ký nữ. Không phải người trong ma đạo, mà là người trong thanh lâu. Nàng đã bao lần thầm hét lên trong đêm khuya. Nàng đã sớm nghĩ đến việc quyền đánh thiên đình, chân đạp vương đình, mặc kệ Túc Niệu Tông hay Túc Thỉ Tông, trước mắt thấy là giết được thì cứ giết, giết giết giết. Hình ảnh của Sư Xuân trên kính tượng thật hợp khẩu vị của nàng, nàng vô cùng yêu thích, chỉ hận không thể ôm chặt hắn vô số lần. Đương nhiên, máu nóng sôi trào cũng chỉ có thể giữ trong lòng, để lộ ra thì chỉ có con đường chết. Dù cảm xúc thế nào, lý trí vẫn phải lên tiếng, nàng lại có chút lo lắng cho tương lai của Sư Xuân. Tiếng người huyên náo, bên phía Huyền Châu lại có phần yên tĩnh hơn, nhiều lắm là người ta chỉ thì thầm vài câu. Dù kinh ngạc thế nào, họ vẫn phải giữ cho Túc Nguyên Tông chút thể diện. Nhưng tiếng nghị luận ở các châu khác thì không thể kiểm soát được. Trưởng lão Túc Nguyên Tông, Kế Thanh Hòa, vẫn ngồi trầm ngâm nhìn chằm chằm vào kính tượng, không động đậy, chẳng quan tâm đến những lời chỉ trích xung quanh. Đệ tử của hắn nhẫn nhịn, nhưng một người trong số họ không chịu nổi nữa, lớn tiếng nói với đồng môn. Tên Sư Xuân này thật xảo trá, cố ý đánh chiều sư đệ trọng thương rồi mới đấu, thật khiến người ta khinh thường. Một người đồng môn khác lập tức lớn tiếng phụ họa, đúng vậy, chiều sư đệ đã tu luyện binh giải thuật đến 7 pháp binh. Giờ chỉ có thể thi triển 3 pháp binh, chưa phát huy được một nửa thực lực, nếu không tên này đâu có cơ hội sống. Hai người này không chỉ nói cho nhau nghe, mà còn là nói cho tất cả mọi người xung quanh nghe. Tốt! Kế Thanh Hòa bất ngờ quát Tả Hữu hai người một tiếng, sau đó tự mình ngồi xuống với vẻ mặt trầm ngâm. Hai đệ tử chỉ đành bất đắc dĩ ngồi xuống theo. Kế Thanh Hòa đột nhiên nói, trước đó, khi Quản Ôn và Yến Kỳ mất tích, cả hai đều cùng có mặt với Sư Xuân. Hai đệ tử nhìn về phía hắn, không hiểu ý của trưởng lão. Có phải ý ông muốn nói sự mất tích của hai vị này tại Nguyệt Hải có liên quan đến Sư Xuân? Kế Thanh Hòa tiếp tục, các ngươi đi tìm người Vô Kháng Sơn hỏi xem, trước khi Sư Xuân ra trận, Vô Kháng Sơn có cấp cho hắn phong lân không? Hãy đi ngay. Hai người lập tức đáp ứng, chuẩn bị đứng lên đi. Khoan đã, Kế Thanh Hòa bỗng gọi hai người lại. Hai người quay đầu lại nhìn hắn, rồi tiếp tục quay người, chờ chỉ thị. Ai ngờ Kế Thanh Hòa chỉ khẽ thở dài, thôi, không cần thiết, việc này đã không còn quan trọng. Ban đầu ông định làm rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ lại thấy làm vậy chỉ khiến Túc Nguyên Tông mất đi khí độ, không cần thiết. Trưởng lão, hai đệ tử vẫn còn chút không cam lòng, họ muốn nhân cơ hội này tìm người Vô Kháng Sơn để hưng sư vấn tội. Kế Thanh Hòa không nói thêm, ánh mắt lại dồn vào kính tượng. Hai đệ tử đành bất đắc dĩ nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Hình ảnh trên kính tượng vẫn chưa chuyển đi, một vài môn phái ở Huyền Châu cảm thấy thầm kêu khổ, chẳng hạn như Bích Lan Tông của Trừ Cạnh Đường hay Tử Vân Tông của Lao Trường Thái. Trước đó, khi hình ảnh của Sư Xuân mới xuất hiện trên kính tượng, những người khác có thể không nhận ra đệ tử của môn phái họ, nhưng chính bọn họ không thể không nhận ra. Họ phát hiện ngay đệ tử của môn phái mình đang ở cùng Sư Xuân. Ban đầu họ không để ý nhiều, nhưng khi thấy Sư Xuân giết Triều Chi Lâm, 11 môn phái này đều cảm thấy lạnh sống lưng, không hiểu tại sao đệ tử của môn phái mình lại đi cùng với Sư Xuân. Người Huyền Châu ngã gục ngay dưới chân các ngươi, mà các ngươi chẳng quan tâm, ngược lại còn cùng một người Sinh Châu nói chuyện vui vẻ, đây là đang làm cái gì vậy? Hoàn toàn không hiểu nổi, lại còn lo sợ Sư Xuân trong hình ảnh trên kính tượng chạy về gặp người của môn phái họ, lộ mặt nhiều sẽ dễ dàng bị nhận ra. Trên khán đài, Lan Xảo Nha nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên kính tượng, thở dài một tiếng, lẩm bẩm, tên này. Miêu Diệc Lan cũng không nhịn được quay đầu lại hỏi, cha, sau khi Thiên Vũ Lưu Tinh đại hội kết thúc, người của Túc Nguyên Tông có bỏ qua cho Sư Xuân không? Nàng có thể không hiểu rõ các môn phái khác, nhưng đối với Túc Nguyên Tông thì nàng ít nhiều cũng biết danh tiếng của họ, ít nhất là biết nhiều hơn Sư Xuân. Miêu Định Nhất nhìn chằm chằm kính tượng, bình thản nói, hắn có thể qua được cửa ải sau đại hội hay không vẫn phải xem. Giết đệ tử của Túc Nguyên Tông, vì danh dự của Túc Nguyên Tông, người lãnh đạo của Túc Nguyên Tông, Mộc Lan Thanh Thanh, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Lan Xảo Nha nhạy cảm nhận ra hàm ý trong lời của trượng phu, hỏi, cái Mộc Lan Thanh Thanh này nổi danh từ đâu? Miêu Định Nhất đáp, trưởng môn đời trước của Túc Nguyên Tông mang họ Mộc Lan. Lan Xảo Nha ồ lên, hiểu ngay, đó là vì muốn sống chết bảo vệ danh dự của Túc Nguyên Tông. Đột nhiên, nàng như nhớ ra điều gì, liền hỏi, còn người bị trục xuất khỏi Túc Nguyên Tông,
bây giờ giữ chức ở thiên đình, Mộc Lan đó có phải là Miêu Định Nhất, là phụ thân của nàng? Lan Xảo Nhan kinh ngạc, thân phận như vậy lại tham gia Thiên Vũ Lưu Tinh đại hội sao? Miêu Định Nhất nhếch môi cười nhẹ, thân phận đôi khi cũng trở thành gánh nặng. Cùng thiếu tử cũng rời mắt khỏi màn hình, không nói năng gì mà tiến lại ngồi cạnh gia đình họ Miêu, yên lặng bầu bạn và lắng nghe họ trò chuyện. Trên đài, người chủ sự quay trở lại, tự mình đến trước mặt Huyền Châu vực chủ Si Nhượng để giải thích. Si vực chủ, kính tượng lần này, Dương Ngột bên kia xử lý không tốt. Hắn nói người ta trả tiền, hắn cũng không thể dễ dàng cắt bỏ. Si Nhượng vốn đã tức giận, nghe vậy càng thêm khó chịu, mỉa mai, nhiều tiền như vậy, giàu đến thế, là ai vậy, giới thiệu để ta biết với. Người chủ sự có chút do dự, nhìn quanh mọi người, bị Si Nhượng lườm nên đành phải nói thật, là khách quý đến từ phía Nam, cháu trai của Hữu Bật Hầu ở Thiệm Bộ Châu, cùng thiếu tử. Vừa nghe lời này, Si Nhượng lộ vẻ kinh ngạc, các vực chủ khác cũng sững sờ. Người đến từ phía Nam, tuy không quản được phía Đông, nhưng thân phận của gia gia hắn địa vị cao hơn bọn họ nhiều. Người ta bỏ tiền ra để mua vui, không đụng chạm ai, bọn họ chẳng đáng để gây sự, cũng không tiện gây sự. Si Nhượng chỉ đành nuốt giận vào bụng, tò mò hỏi, hắn nhìn chăm chú vào Sư Xuân làm gì, có quan hệ gì với Sư Xuân không? Nhìn vào nhân vật trên màn hình cũng có thể đoán được ai là người quan tâm. Không rõ. Người chủ sự lắc đầu, dù có biết hắn cũng không nói, có những chuyện không phải việc của hắn. Si Nhượng không nói thêm, phủi tay bảo người chủ sự lui xuống. Tượng Lam Nhi và Ngô Cân Lượng đã tiến lại trước mặt Sư Xuân. Vết thương trên mặt Sư Xuân nứt khá lớn, Ngô Cân Lượng giúp sửa lại một chút, quay đầu cười nói với Tượng Lam Nhi, tên này thật là mặt dày, không cần mấy ngày là lại trắng trẻo như cũ. Mặt trắng nhỏ. Tượng Lam Nhi khâm phục hắn thật dám dùng từ mặt trắng nhỏ để nhục mạ người khác. Cô cũng không biết nên nói gì với Sư Xuân, hình ảnh hắn giao chiến với Triều Chi Lâm vẫn hiện rõ trong đầu cô. Đi thôi. Sư Xuân sờ vết thương trên mặt, rồi tiến lại trước hai người khác đang hôn mê. Nhìn chăm chú vào cả hai một lúc, đột nhiên dưới ánh mắt kinh ngạc của Tượng Lam Nhi và Ngô Cân Lượng, hắn giơ tay chém xuống, máu phun ra tung tóe, hai cái đầu rơi lăn lóc trên mặt đất. Chương 154, tình địch chi tranh. Sư Xuân vẩy đi vết máu trên đao, cuối cùng trà vào vỏ. Ban đầu Sư Xuân không có ý định giết hai người này nhanh như vậy, hắn định giữ họ lại một thời gian để làm con tin. Dù sao thì chuyện với Hô Duyên Đạo bên kia còn chưa kết thúc, lúc cần thiết vẫn có thể dùng hai sư đệ này để áp chế. Nếu còn có chút tác dụng thì không cần phải vội vàng giải quyết. Kết quả là Triều Chi Lâm vừa mở miệng la lớn, hoàn toàn thay đổi quyết định của hắn. Phải biết Mao Trọng cũng đã nhiễm ma khí, việc giữ con tin trong đám người rõ ràng là không an toàn, vì vậy dứt khoát giết đi cho xong. Tượng Lam Nhi rất nhanh hiểu ra lý do Sư Xuân giơ đao chém xuống, trước đó tiếng hét của Triều Chi Lâm cũng làm nàng kinh hoàng. Thi thể nằm trên đất không cần phải khám xét, Ngô Cân Lượng đã sớm vơ vét sạch từ lúc bắt được họ, lần này không để mất mặt trước mọi người. Trên kính tượng, ba người khống chế phong lân cấp tốc bay lên không mà rời đi. Võ đài, vừa rồi còn huyên náo, giờ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người đều chăm chú nhìn. Trưởng lão Nguyên Kiếm Cung, La Phi Liệt, lập tức đứng phát dậy, có thể thấy trên mặt hắn là sự run rẩy không thể kiểm soát. Hai đệ tử của hắn cũng lần lượt đứng dậy, mặt đầy vẻ oán giận. Kha trưởng lão cùng Ân Huệ Hinh, cùng một đệ tử Vô Kháng Sơn, ba người nhìn hình ảnh trên kính tượng đều trợn tròn mắt. Cảm giác như Vô Kháng Sơn lúc này đang bước vào một cái hố sâu, muốn leo lên mà khối đá lớn cứ liên tục đập xuống. Dưới chiếc áo choàng, Phượng Trì chăm chú nhìn kính tượng, nắm tay chặt, cắn môi đến bật máu, cảm giác máu nóng sôi trào thật sâu đậm và kích thích. Nàng rất thích Sư Xuân, hắn làm những điều mà nàng muốn nhưng không dám làm, chỉ hận mình không phải là nam nhân, nếu không thì chắc chắn sẽ không bị đưa đi làm tú bà thanh lâu. Trưởng lão Lạc Nguyệt Cốc, Giản Linh Trinh, từ xưa tới nay luôn lạnh lùng, đêm nay lại dần dần thư giãn. Mọi thứ đều không chịu nổi sự so sánh, so với đại phái đệ nhất Thắng Thần Châu, Lạc Nguyệt Cốc không là gì cả. Ngươi xem, tên kia lại đối xử tàn nhẫn với đệ tử một phái khác, lần này trở về nàng cũng không cần lo lắng về việc phải báo cáo, không may gặp phải chó điên mà thôi. Vực chủ Si Nhượng đứng trên đài, sắc mặt âm trầm, thân là vực chủ Huyền Châu, hắn nhận ra trang phục của hai người bị Sư Xuân giơ tay chém xuống. Hắn biết họ là ai? Vệ Ma, người của Sinh Châu các ngươi này, sát tính có hơi nặng đấy. Một vực chủ nhìn vào kính tượng, quay đầu nói với Vệ Ma ngồi bên cạnh. Vệ Ma vắt chân, ngồi thoải mái, nhún vai nói, thì sao bây giờ? Ở Nguyệt Hải, người ta giết chóc đến mức này, hắn cũng là người trong giang hồ, không thể làm chủ được số phận mình. Mọi người đều giết tới giết lui,
chỉ là hắn không may bị Kính Thiên phản bội mà thôi. Nói gì đến sát tính quá nặng, hắn đang khuyên người bên cạnh đừng quá quan tâm mà thôi. Nam công tử với bàn tay trái năm ngón, ngón trỏ tay phải đang nhấn từng ngón tay trái, nhấn xuống ba ngón tay còn lại hai ngón, hắn chăm chú nhìn vào hai ngón tay còn lại, giống như thấy điều gì đó hy vọng. Sau đó hắn ngước lên nhìn về phía kính tượng, thấy Sư Xuân giơ đao chém xuống. Hắn giơ hai ngón tay về phía kính tượng, sững sờ, nhìn hai cái đầu người lăn lóc. Miêu Diệc Lan không nhịn được nhắm mắt lại. Miêu Định Nhất hơi cau mày, thầm nói cùng một đánh giá với một vị vực chủ, tiểu tử này sát tính có chút nặng. Lan Xảo Nhan thở dài, cho nên đấy, thiên đình từ trên xuống dưới đều có một quy tắc bất thành văn, người ra khỏi sinh ngục thì không được thu nhận. Tuy không phải luật, nhưng cơ bản mọi người đều tuân theo. Miêu Định Nhất, bởi vì không ít người ra khỏi sinh ngục mang tâm thù địch, dễ dàng gây hại cho người khác. Đặt họ vào xã hội thì chỉ tạo mầm mống tai họa. Cùng thiếu tử cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng, bá phụ, bá mẫu, nếu sau này Sư Xuân muốn gia nhập thiên đình, có thể để hắn tới Thiệp Bộ Châu. Cháu có thể tìm cách giúp đỡ, vấn đề này không lớn. Miêu Định Nhất, Lan Xảo Nhan, Miêu Diệc Lan và Nam công tử đồng loạt quay đầu nhìn hắn, có vẻ ngạc nhiên, như thể không biết vị này từ đâu xuất hiện. Tất nhiên, mọi người đều tin tưởng hắn, với thân phận cháu trai hữu bật hầu của Thiệm Bộ Châu, giúp Sư Xuân có được thân phận ở thiên đình không phải là việc khó. Những việc khó với người khác, với hắn chỉ cần một câu nói, đến vương đình Thiệm Bộ Châu mà bắt đầu. Thiên đình cũng không thể quản được, chuyện tứ đại bộ châu tự ý điều động binh lực cũng không phải bí mật gì. Vấn đề là Miêu Định Nhất rất muốn hỏi, ngươi nghe từ đâu ra ý của chúng ta là muốn giúp đỡ Sư Xuân. Đương nhiên, Miêu Định Nhất cũng hiểu rằng, tiểu tử này đang hướng lời nói tới con gái hắn, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Có lẽ là lấy con gái làm trao đổi, nếu muốn giúp Sư Xuân gia nhập thiên đình, chẳng lẽ hắn không có chút thể diện nào sao? Lan Xảo Nha nhanh chóng mỉm cười hài lòng, nói, không phải như ngươi nghĩ, chuyện này để sau hãng nói. Được. Cùng thiếu tử khẽ cúi người đáp. Miêu Định Nhất quay đầu, muốn đổi chủ đề, nhìn chăm chú vào kính tượng và nói, ai đang điều khiển phát sóng vậy? Tại sao đến giờ vẫn còn nhìn chằm chằm vào Sư Xuân không chịu dừng? Nam công tử đứng cạnh hắn lập tức nói, Miêu ca, lần này thật sự không phải ta. Lời này hắn đã nhấn mạnh nhiều lần, Miêu Định Nhất ngồi, hắn vẫn đứng bên cạnh từ đầu đến giờ. Cùng thiếu tử âm thầm làm sạch cuống họng, lên tiếng, là ta. Lời vừa nói ra, mấy người đều quay đầu nhìn hắn, mặt đầy kinh ngạc. Lan Xảo Nhan khó tin, chỉ vào kính tượng hỏi, ngươi làm à? Vì sao? Cùng thiếu tử mỉm cười đáp, ta thấy bá mẫu thích xem Sư Xuân, nên mới bật. Mấy người đều im lặng, trước đó còn buồn bực không biết ai lại làm chuyện như vậy, hóa ra lại là người bên cạnh họ. Ai mà ngờ được. Miêu Định Nhất là người đầu tiên quay đầu lại, nhìn vào kính tượng, thấy Sư Xuân trên màn hình, không nhịn được đưa tay day chán, thầm nghĩ rằng Sư Xuân lần này có lẽ bị Cùng thiếu tử làm hại thảm rồi. Lan Xảo Nhan cũng không nhịn được vỗ trán, cười khổ nói, thiếu tử, thật sự không như ngươi nghĩ đâu, tiền này không đáng bỏ ra. Nhanh, nhanh tắt kính tượng đi. Miêu Diệc Lan cũng lo lắng, Cùng thiếu, mau dừng lại đi. Nàng hiểu rằng Cùng thiếu tử làm vậy là vì muốn lấy lòng gia đình nàng, nhưng chuyện này thật sự không ổn, mới chỉ một lát mà Sư Xuân đã đắc tội với hai môn phái, nhất là Túc Nguyên Tông. Làm cho mọi người tiếp tục nhìn xuống chỉ khiến tình hình thêm rắc rối. Cùng thiếu tử không phải là kẻ ngốc, từ phản ứng của mọi người xung quanh, hắn hiểu ra vấn đề, lập tức quay đầu và chạy đi. Thiên hạ tứ đại bộ châu, Thắng Thần Châu xếp hạng đầu, hắn đã nghe danh từ lâu. Trước đó, khi thấy Sư Xuân giết người của Túc Nguyên Tông, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Giờ thấy phản ứng của mọi người, hắn liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hảo tâm làm việc xấu, có thể trời đất chứng giám. Hắn dám thề rằng hắn thật sự chỉ muốn làm điều mà gia đình họ miêu thích. Khi bật hình ảnh Sư Xuân, hắn không biết rằng Sư Xuân sẽ giết người của Túc Nguyên Tông. Nam công tử, người trước đó sợ bị Miêu ca hiểu lầm, lúc này coi như đã rửa sạch oan khuất, cũng quay đầu nhìn kính tượng, trong lòng nghĩ thầm, tình địch chi tranh, vị Cùng thiếu này ra tay thật hiểm độc. Bây giờ đã bắt đầu giết người không thấy máu. Sư Xuân huynh đệ, tuy sự việc bắt đầu từ ta, nhưng ta thật sự không cố ý, mong ngươi còn sống ra khỏi đó, ta sẽ đền bù tổn thất. Bên phía Huyền Châu, 11 môn phái bao gồm Bích Lan Tông đều cảm thấy lo lắng. Sợ điều gì gặp điều đó, ba người Sư Xuân quả nhiên quay lại bên người đệ tử của các môn phái kia, đang trò chuyện vui vẻ. May mắn thay, kính tượng Kính Thiên ở thời khắc mấu chốt này lung lay, đổi sang hình ảnh của đệ tử môn phái khác. Trong sơn động, sau khi suy nghĩ rất lâu, cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch của Vương Thắng,
Cuối cùng Mộc Lan Thanh Thanh gọi Quan Anh Kiệt đến, thông báo về kế hoạch và sự thỏa hiệp với Vương Thắng. Không còn cách nào khác, có một số kế hoạch cần người giúp sức. Khi nghe về ý đồ của Vương Thắng, Quan Anh Kiệt hừ lạnh khinh thường, nhưng khi nghe xong quyết định về vị hôn phu của sư tỷ, hắn lập tức nổi giận, kinh hãi nói, không được, điều này tuyệt đối không thể. Sư tỷ Băng Thanh Ngọc Khiết, hắn là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, chuyện này tuyệt đối không thể. Mộc Lan Thanh Thanh hơi nhíu mày, có chút nghi ngờ không biết hắn có nghe kỹ lời nàng nói không, không có chuyện con cóc nào ở đây cả, đây là đề nghị của ta, hắn ngay từ đầu không đồng ý. Quan Anh Kiệt tỏ vẻ không muốn nghe, vung tay lên nói, sư tỷ đừng để hắn lừa, hắn giả vờ thôi, hắn là kẻ gian trá, sư tỷ tuyệt đối đừng mắc mưu hắn. Mặt hắn đỏ lên vì kích động, như thể muốn tự đập đầu chết vì sự cứng đầu này. Mộc Lan Thanh Thanh đơn giản im lặng, tận tình khuyên bảo, không như ngươi nghĩ đâu, thật ra giải pháp tốt nhất là ta và hắn kết thành phu thê, không cần phải lượn quanh quá nhiều rắc rối. Ban đầu ta đã đề nghị vậy, chính hắn mới từ chối. Vì thế không có chuyện con cóc nào, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chuyện này không liên quan đến tình cảm nam nữ. Nàng tự mình lên tiếng, quá trình cụ thể nàng rất rõ ràng. Vương Thắng thực sự không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với nàng nữa. Như việc Vương Thắng làm những điều này chỉ vì từng có danh phận hôn phu thê với nàng, điều đó thật sự quá vô lý, nếu có bệnh thì còn có thể hiểu, nhưng với thân phận và địa vị của nàng, chiếm lợi ích danh tiếng của nàng cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp. Quan Anh Kiệt lại gấp gáp đến mức gần như phát điên, sư tỷ, ngươi thật hồ đồ, hắn đang cố ý giả vờ yếu đuối để cầm cố ngươi mà. Theo hắn, với tài mạo và thiên phú tu hành của sư tỷ, người đàn ông nào gặp cũng sẽ thích. Chỉ cần dựa vào gia thế và bối cảnh của sư tỷ, ai cưới nàng cũng có thể rút ngắn được nửa đời người phấn đấu. Không, là cả đời này đều không cần phấn đấu, cả đời tu hành tài nguyên cũng không thiếu. Có bao nhiêu người muốn gần gũi nhưng không được, nói là không thích, nói là không muốn cưới, hắn trước hết là không tin. Thấy đối phương đã mất lý trí, Mộc Lan Thanh Thanh ngừng lại, lạnh nhạt nói, được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi. Cái gọi là vị hôn phu thê chỉ là tạm thời lợi dụng, cũng không phải thật sự, sau đó tuyên bố hủy bỏ là xong. Quan Anh Kiệt thực sự sốt ruột, sư tỷ Băng Thanh Ngọc Khiết, danh dự một đời, há có thể bị hủy hoại trong tay kẻ như vậy, sau này làm sao có thể đối mặt với người xứng đáng. Mộc Lan Thanh Thanh lạnh lùng nói, xuất thân của ta vốn là một sự bất hạnh, cả đời này không nghĩ đến việc kết hôn, một chút lời đàm tiếu với ta cũng chẳng là gì. Chuyện đó ảnh hưởng quá lớn đến danh dự của tông môn, nếu thật sự phát nổ, thì là sự sỉ nhục của toàn bộ giới tu hành, nhất là khi nó xảy ra trên tay ta. Có chết vạn lần cũng không đáng tiếc, chỉ tiếc ta lúc đầu nhất thời hồ đồ, vì vậy ta có thể trả giá bằng bất cứ giá nào. Triều sư đệ, ta đã quyết định rời đi, nếu ngươi cản ta, ta tất phải giết. Đối diện ánh mắt lạnh lùng của sư tỷ, dù Quan Anh Kiệt có phẫn nộ, nhưng cũng bó tay chịu thua, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận sự thật và thảo luận bước tiếp theo. Sinh ngục, có thành tên là Đại Uyên Hiến. Bên ngoài thành là trời băng đất tuyết, hàn phong thê thảm, thế giới băng tuyết mênh mông vô tận, bên trong thành lại ấm áp như mùa xuân. Tại nơi cao nhất của nội thành, tầng cao nhất của lầu các bốn phía thông gió, rộng lớn và thanh lịch, có một chiếc giường rộng. Trên giường có người nằm nghiêng, tay cầm đầu chi lăng, có thể nhìn thấy cảnh trời băng đất tuyết xung quanh. Người ấy xõa tóc dài, mặc y phục lót màu đen với hoa văn kim, khoác áo lan tử sa y, khuôn mặt tuấn tú mang chút râu cằm đầy vẻ dương cương. Mắt nhắm như đang chợp mắt, tay cầm nhành hoa đào xanh biếc, nhẹ nhàng đưa lên trước mũi như gối bốn mùa. Một người mặc thanh y đỗ hỏa quan đi lên lầu, chậm rãi bước đến trước giường, hơi cúi người nói, ngục chủ, sư xuân trước đó đã rời khỏi sinh ngục, tu vi đã đột phá đến cao võ. Người đàn ông với bộ râu cằm, mắt đang nhắm, lập tức dừng lại động tác lắc lư nhành hoa đào trong tay. Các bạn đang nghe chuyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 155, danh hoa có chủ. Phong Lân đáp xuống cùng với Sư Xuân và Tượng Lam Nhi, rơi vào một ngọn núi. Vẫn là ngọn núi mà tối hôm qua gặp mặt. Trước mặt trên đỉnh núi, người phụ nữ toàn thân áo trắng như tuyết, vẫn là người phụ nữ mà tối hôm qua gặp, chỉ khác là bên cạnh nàng có thêm hai người, Hồ Duyên Đạo và Kim Tảo Công. Hai bên nhìn nhau từ xa, đêm qua trời sao lấp lánh, còn lúc này là giữa trưa, trên bầu trời là những lớp mây bụi u ám. Nhìn thấy Sư Xuân và Tượng Lam Nhi, Hồ Duyên Đạo và Kim Tảo Công có chút ngạc nhiên. Vương Thắng. Hồ Duyên Đạo nghi ngờ hỏi, bọn hắn đây là? Khi Mộc Lan Thanh Thanh gọi bọn hắn ra đây, chỉ nói là có việc cần tìm, hắn không nghi ngờ gì mà lập tức mang theo sư đệ đến, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Cho đến lúc này Hồ Duyên Đạo vẫn chưa ý thức được nguy hiểm. Mộc Lan Thanh Thanh nói, là ta hẹn bọn hắn đến đây. Hồ Duyên Đạo hạ giọng nói, có nên nhân cơ hội bắt lấy bọn hắn không? Mộc Lan Thanh Thanh nói, ngươi còn nhìn người không ra, hiểu rõ tình hình đều đã chạy, bắt lấy hai bọn hắn thì có ích lợi gì? Hồ Duyên Đạo bị nói có chút xấu hổ, lại hạ giọng nói, nhược điểm của chúng ta nằm trong tay bọn hắn, mà bọn hắn lại không thèm để ý, chúng ta hết sức bị động, việc này sợ rằng không có cách nào thương lượng. Huống chi, bất kể thương lượng thế nào, bất kể hứa hẹn ra sao, hai bên đều sẽ không an tâm. Mộc Lan Thanh Thanh nhìn chằm chằm người đối diện, trong mắt ánh lên sự phức tạp, cho nên cũng chỉ có thể có cầu tất có ứng. Nghe vậy, Hồ Duyên Đạo mới nhận ra, nếu không có khả năng thỏa hiệp, đối phương sao lại đến để gặp gỡ. Lúc này hắn nghi hoặc, bọn hắn muốn gì? Mộc Lan Thanh Thanh nói, ngươi bán chuyện của bọn hắn nuốt không trôi cơn giận này. Hồ Duyên Đạo nhìn, chợt cùng Kim Tảo Công giật mình, sau đó như gặp ma, nhìn chằm chằm Mộc Lan Thanh Thanh, tựa như ý thức được điều gì, vô ý thức chậm rãi thối lui ra phía sau Mộc Lan Thanh Thanh. Vẻ uy nghiêm nhẹ phẩy tà áo trắng, Mộc Lan Thanh Thanh chắp tay đứng yên tại chỗ, mặt lạnh lùng nhưng bình tĩnh không chút lay động. Chậm rãi lùi lại phía sau một chút, Hồ Duyên Đạo và Kim Tảo Công quay người, nhanh chóng nhảy lên để rời đi, nhưng vừa nhảy lên, cả hai liền bị đâm trúng, máu bắn tung tóe. Người trước mặt hiện hình là Ngân Huy kiếm khách tay cầm thanh kiếm bạc. Tượng Lam Nhi thấy thế hơi kinh hãi. Sư Xuân thì không có gì ngạc nhiên, vừa đáp xuống đất, hắn liền mở mắt phải, sử dụng dị năng quan sát hiện trường. Hắn nhìn thấy bên cạnh Hồ Duyên Đạo có tổng cộng 12 Ngân Huy kiếm khách đang mai phục, hoàn toàn bao vây đối phương, bất kể chạy hướng nào cũng sẽ đụng phải. Hơn nữa, xung quanh còn giăng lên những sợi tơ nhện lớn chằng chịt, không giống mạng nhện của Triều Chi Lâm, mà là từng đường đan xen cứng nhắc, tựa như bàn cờ ba chiều. Trong mắt Sư Xuân, Hồ Duyên Đạo và Kim Tảo Công dường như tự đưa mình đến trước mũi kiếm của Ngân Huy kiếm khách, trực tiếp bị đâm xuyên qua. Điều kinh khủng hơn chính là, khi Ngân Huy kiếm khách đạt được nhát đâm đầu tiên, người và kiếm liền biến mất. Trong lúc Hồ Duyên Đạo bi phẫn đấm tới một quyền, hắn đánh hụt. Trong mắt phải của Sư Xuân, một quyền đó rõ ràng đã đánh trúng, nhưng khi Ngân Huy kiếm khách ẩn thân, dường như ngay lập tức hắn không còn bị thế giới hiện thực ảnh hưởng nữa. Nhát kiếm lại nối tiếp nhát kiếm, máu bắn tung tóe. 12 tên Ngân Huy kiếm khách triển khai tấn công vây quanh hai người, loạn kiếm đâm chém. Sư Xuân lúc này mới phát hiện, Ngân Huy kiếm khách không chỉ hiện hình khi bị đánh trúng, mà khi vũ khí chuẩn bị chạm vào người, cũng sẽ thoáng hiện. Chỉ khi tiến vào trạng thái nào đó, Ngân Huy kiếm khách mới có thể gây tổn thương cho người ở thế giới hiện thực. Cho nên, trong lúc điên cuồng phản công, Hồ Duyên Đạo đã đánh trúng một tên Ngân Huy kiếm khách vừa hiện hình, một quyền đã đập nổ hắn. Sư Xuân biết rất rõ, mấy tên Ngân Huy kiếm khách này thực lực không mạnh, điều kinh khủng nhất vẫn là sự tấn công bí hiểm, không thể lường trước. A! À, Kim Tảo Công hét lên thảm thiết, như thể bị loạn kiếm chém đứt lìa. Hồ Duyên Đạo thì khi đánh nổ một tên Ngân Huy kiếm khách, đột nhiên phá vây xông ra ngoài, thân hình đẫm máu lắc mình nhảy ra. Những tên Ngân Huy kiếm khách lập tức tiêu tan, giống như hóa thành một loại lưu quang nào đó, nhanh chóng di chuyển qua những sợi tơ nhện. Trong nháy mắt đến nơi xa, lại phồng lên hiện hình, cầm kiếm vây quanh ngăn cản đường rút của Hồ Duyên Đạo. Nếu không nhìn thấy dòng lưu quang di chuyển, Sư Xuân hầu như cho rằng những tên Ngân Huy kiếm khách này có thể di chuyển tức thì. Tên Ngân Huy kiếm khách bị đánh nổ cũng một lần nữa tái sinh hiện hình. Có thể rõ ràng cảm nhận được, ở đây Mộc Lan Thanh Thanh mạnh hơn Triều Chi Lâm rất nhiều. Mộc Lan tiện nhân. Loạn kiếm chém giết dưới Hồ Duyên Đạo khiến hắn phát ra tiếng gào thê lương, sau đó bị một nhát kiếm cắt đứt cổ họng, cuối cùng bị loạn kiếm phân thây. Trận chiến bắt đầu đột ngột và cũng kết thúc rất nhanh. Từ lúc trận đấu bắt đầu đến khi kết thúc, Mộc Lan Thanh Thanh đứng chắp tay. Đứng trên đỉnh núi từ đầu đến cuối không hề động đậy, hai đệ tử của Nguyên Kiếm Cung có tu vi ngang nhau đã bị hắn giết như vậy. Tượng Lam Nhi khẽ nói, tứ bộ châu môn phái đứng đầu, Túc Nguyên Tông có thể chiếm một vị trí, quả nhiên đáng sợ. Sư Xuân đáp lại nhỏ giọng, những kiếm khách ẩn hình kia chỉ thắng ở điểm bí ẩn, uy lực có hạn, nếu gặp cao thủ thực sự thì vô dụng, đoán chừng đụng phải cao võ cảnh giới đại thành là quá sức rồi. Tượng Lam Nhi nói, ngươi xem thường rồi, chỉ với chút năng lực ấy, Túc Nguyên Tông sao có thể đứng vững được bước chân. Binh giải thuật còn có cấp độ cao hơn nữa, những pháp binh này uy lực lớn đến mức có thể di sơn đảo hải, Mộc Lan Thanh Thanh tu vi không đủ, trước mắt còn chưa tu luyện đến cảnh giới đó mà thôi. Vừa dứt lời, những pháp binh kia cùng với những sợi tơ giống như bàn cờ cũng bỗng nhiên biến mất, giấu kỹ lại trong một thân một người. Mộc Lan Thanh Thanh sau đó lóe lên, rơi xuống bên cạnh hai người,
quan sát một chút phản ứng của họ, muốn biết vừa rồi cảnh tượng đó có làm hai người khiếp sợ không. Kết quả có chút khiến nàng thất vọng, dường như có sự cao ngạo khi nhìn nàng, nhưng lại không đổi lấy sự kính sợ vốn có. Điều này ngược lại khiến nàng có chút trầm tư, đang suy đoán Triều Chi Lâm rốt cuộc đã bị bắt như thế nào, chẳng lẽ Du Hà Sơn thực sự là một thế lực ẩn mình. Trong lòng phức tạp không cần nhắc đến, nàng nói với Sư Xuân, ngươi muốn đầu của Hô Duyên Đạo, ta cho ngươi, còn tặng thêm một cái, hài lòng chứ? Tặng kèm. Sư Xuân nghe cảm thấy buồn cười, ngươi mang Hô Duyên Đạo ra đây, không mang thêm một cái khác kèm theo, nếu Hô Duyên Đạo không quay về được, ngươi làm sao giải thích với người khác? Những lời này hắn cũng lười tranh cãi, chỉ vuốt cằm nói, có thể thấy, Mộc Lan cô nương là người giữ lời. Mộc Lan thanh thanh nói, thành ý của ta ngươi đã thấy, chuyện tiếp theo cần ngươi phối hợp một chút để dễ dàng tiến hành. Sau khi hai bên thương lượng xong, Sư Xuân và Tượng Lam Nhi lập tức quay trở lại nơi ẩn núp. Sư Xuân tìm đến nhóm người trừ cạnh đường, thuyết phục người của năm môn phái trở lại chỗ ở ban đầu, tức là nhóm người do Hô Duyên Đạo trước đó quản chế. Rắn không đầu thì không được, quân không tướng thì tự loạn. Một hai ngày sau, bởi vì nhóm người Nguyên Kiếm Cung của Hô Duyên Đạo vô cớ mất tích, Mộc Lan Thanh Thanh không thể không sắp xếp cho những người khác, triệu tập các đội trưởng đến để bàn bạc. Theo sau sự mất tích của Hô Duyên Đạo và Triều Chi Lâm, 7 người đứng đầu giờ chỉ còn lại 5. Ngoài Mộc Lan Thanh Thanh và Quan Anh Kiệt, 3 người còn lại là Linh Tiêu Sơn Vạn Đạo Huyền, Vô Cực Cung Đường Chân, Huyền Hoàng Bảo Lý Sơn Sơn. Trong động quật trung tâm, mấy người đứng đầu tụ tập chờ đợi, nhưng Mộc Lan Thanh Thanh chậm chạp không thấy xuất hiện, tự nhiên bọn họ liền trò chuyện về các loại chuyện khác nhau. Trò chuyện một lúc, Huyền Hoàng Bảo Lý Sơn Sơn chợt hỏi Quan Anh Kiệt, Quan Huynh, trước đây ngươi đã tìm hiểu về tình hình của Du Hà Sơn, có ý gì không? Linh Tiêu Sơn Vạn Đạo Huyền nói, lúc trước hắn cũng hỏi ta để giúp hỏi thăm người bên đó. Vô Cực Cung Đường Chân cũng gật đầu. Ba người đều nhìn về phía Quan Anh Kiệt, nhận ra cảm xúc của hắn dường như không tốt, trầm mặc ít nói. Quan Anh Kiệt đang rầu rĩ không vui, nghe vậy ngẩng đầu lên, một sự tức tối giấu trong lồng ngực. Lúc này không biết làm sao để mở miệng, nhưng lại đúng lúc có cơ hội, hắn kéo căng bờ môi, nói, chỉ là biết một vài chuyện, muốn tìm hiểu về vương thắng của Du Hà Sơn. Lý Sơn Sơn hỏi, chuyện gì vậy, tìm hiểu hắn để làm gì? Quan Anh Kiệt kìm nén cơn phiền muộn, rất do dự một chút, rồi khôn ngoan cúi đầu nói, hắn là vị hôn phu của sư tỷ Mộc Lan của ta. Mộc Lan Thanh Thanh chậm chạp không xuất hiện, chính là để dành thời gian cho hắn công khai chuyện này. Cái gì? Ba vị đầu lĩnh đồng loạt thốt lên kinh ngạc, vẻ mặt khó tin, tưởng mình nghe lầm, nhưng khi thấy phản ứng của những người khác cũng giống vậy, họ mới nhận ra rằng mình không nhầm. Tin tức này quả là đáng kinh ngạc. Không phải. Đường Chân giơ tay ra, có chút không thể hiểu nổi. Du Hà Sơn, một môn phái nhỏ mà ngay cả chúng ta tốn công tìm hiểu cũng không rõ ràng nổi, làm sao có thể cùng các ngươi Túc Nguyên Tông kết thân? Làm sao có thể là vị hôn phu của Mộc Lan Thanh Thanh? Lý Sơn Sơn nói, đúng vậy, khoảng cách về thân phận và địa vị quá lớn. Vạn Đạo Huyền nói, nghe Quan Huynh nói đi, Quan Huynh chắc chắn không thể lấy chuyện này ra đùa. Quan Huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quan Anh Kiệt chất phác đáp, ta cũng mới gần đây nghe từ người khác trong môn phái, sau đó đi hỏi sư tỷ để xác nhận, và sư tỷ của ta đã thừa nhận. Nàng chỉ nói đó là đính hôn từ đời trước, còn cụ thể thế nào thì nàng không nói, cũng không cho ta hỏi thêm. Ba người nhìn nhau không biết nói gì. Ha ha, Mộc Lan cô nương sớm đã có người đính ước, thật không ngờ. Đường Chân thở dài vuốt ngực. Vạn Đạo Huyền nhíu mày, chuyện của đời trước sao, nhưng Du Hà Sơn không đủ tư cách. Có vẻ như vương thắng này có bối cảnh nào khác chăng? Bất ngờ, Lý Sơn Sơn vỗ bàn đá và nói, ta nhớ ra rồi, việc này sớm đã có dấu hiệu. Các ngươi hẳn là không quên, trước đây, Mộc Lan cô nương đã thông báo với mọi người, nói rằng Du Hà Sơn có nữ đệ tử bị nhục, nhờ mọi người nhìn thấy cừu ra thì giúp báo thù. À, đúng rồi. Đường Chân vỗ trán. Là chuyện đó, khó trách. Vạn Đạo Huyền cũng bừng tỉnh và liên tục gật đầu. Dường như tất cả đều hiểu rõ vì sao Quan Anh Kiệt lại giàu dĩ, bởi vì hắn gần gũi với sư tỷ và ai có mắt đều nhìn ra rằng hắn có tình ý với nàng. Nhìn thấy mấy người kia tìm được lời giải thích hợp lý và bàn luận xôn xao, Quan Anh Kiệt chỉ im lặng, càng ngày càng buồn bực. Dưới bàn, hắn vuốt vuốt tử mẫu phù và gửi tin cho Mộc Lan Thanh Thanh, tốt. Ngay sau đó, Mộc Lan Thanh Thanh đang trốn gần đó, lại gửi tin cho Sư Xuân. Sư Xuân lập tức gửi tin cho nhóm người của Trừ Cạnh Đường. Ngay sau đó, trong động quật, Vạn Đạo Huyền và những người khác đang nói chuyện thì đột nhiên tất cả đứng yên, bởi vì bên ngoài truyền đến tiếng cãi lộn,
dường như có người đang động tay động chân. Mấy người vội vàng lách mình đến cửa hang để quan sát. Chương 156, đúng dịp. Ngoài động, trong hạp cốc, dường như có hai phe đệ tử đang phát sinh xung đột, tiếng cãi lộn vang vọng. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Ai sợ ai nha? Đại khái tình hình chỉ là như vậy. Hai phe đang lớn tiếng kêu gào là Bích Lan Tông và Tử Vân Tông. Trừ Cạnh Đường và Lao Trường Thái dẫn đầu mắng nhau qua lại, hai bên nhân viên đều hết sức kích động. Đứng ngoài quan sát là một đám người không chỉ xem náo nhiệt mà còn không ít người xông vào giữa hai bên để tách họ ra, ngăn cản hai bên chửi rủa. Có người dùng lời hay an ủi hai bên, nói những lời như đều là người một nhà. Cũng có người ôm lấy cả hai bên, cố gắng ngăn cản. Nhìn từ cửa động, Vạn Đạo Huyền và những người khác nhíu mày, thấy chưa có xung đột thật sự. Thêm vào đó đây cũng không phải là khu vực do bọn họ quản lý, ban đầu họ không định lộ diện can thiệp. Ai ngờ tiếng mắng chửi lại thỉnh thoảng xen lẫn tên Mộc Lan Thanh Thanh. Quan Anh Kiệt giữ vẻ mặt căng thẳng, Vạn Đạo Huyền và hai người khác liếc nhìn nhau, không rõ tình hình thế nào, không biết kẻ nào lại to gan dám gọi tên Mộc Lan Thanh Thanh ra để mắng chửi. Đây chính là người đứng đầu đội ngũ của Huyền Châu, nếu không quản, chẳng phải sẽ làm lòng người xáo trộn sao. Mấy người lập tức phi thân xuống, rơi vào giữa đám người, dùng lực đẩy đám đông ra. Tránh ra, tất cả tránh ra. Bên này đứng bên này, bên kia đứng bên kia, tránh ra, tất cả im miệng cho ta. Ba người Vạn Đạo Huyền hô lớn, dùng uy thế môn phái của mình để nhanh chóng trấn áp đám đông, đồng thời tách hai phe đang ồn ào ra hai phía. Cùng lúc đó, một bóng áo trắng như tuyết từ đỉnh núi cũng bay xuống, rơi xuống tảng đá lớn ở hiện trường, từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người. Chính là Mộc Lan Thanh Thanh với vẻ lạnh lùng như băng tuyết. Các ngươi, còn các ngươi nữa, đều đi ra cho ta. Huyền Hoàng bảo Lý Sơn Sơn chỉ vào đệ tử Bích Lan Tông và Tử Vân Tông quát lớn. Khi còn đứng quan sát trên hang núi, hắn đã nhận ra đám người gây rối thuộc hai tông này. Thế là Trừ Cạnh Đường và Lao Trường Thái dẫn theo đệ tử hai bên, vẫn chưa hết tức giận, đứng ra trước mặt mọi người. Đường Chân lạnh lùng nhìn và hỏi, hai bên vì sao cãi lộn? Lao Trường Thái lập tức chỉ vào Trừ Cạnh Đường mắng, thằng đáng chết này, lại dám trước mặt mọi người xúc phạm Mộc Lan cô nương, theo ta thì nên xé miệng hắn ra. Lời này khiến không ít người chưa biết sự tình cảm thấy ngạc nhiên, tự hỏi thật hay giả, lấy đâu ra gan to như vậy. Cũng có người trước đó quả thật nghe được đôi câu. Đường Chân lập tức chất vấn Trừ Cạnh Đường, lời hắn nói có đúng không? Ta không có xúc phạm, ta chỉ nói sự thật thôi. Trừ Cạnh Đường nói xong liền quay người nhìn quanh mọi người, chắp tay lớn tiếng hỏi. Việc Vương Thắng của Du Hà Sơn là vị hôn phu của Mộc Lan cô nương, không phải chỉ có người của Bích Lan Tông ta biết chứ, còn ai biết nữa? Là hán tử thì hãy nói ra. Câu này vừa cất lên, mọi người đều ngỡ mình nghe nhầm. Hiện trường lập tức yên tĩnh, không ít người đồng loạt nhìn về phía Mộc Lan Thanh Thanh đang chắp tay đứng ở trên cao. Đúng là việc này sao? Ba người Vạn Đạo Huyền liếc nhìn nhau lần nữa, nhận ra chuyện lớn như vậy mà giờ bọn hắn mới biết. Nếu đúng là chuyện này, thì thật sự khó mà trách Trừ Cạnh Đường, dù sao hắn cũng không nói sai. Chuyện này là Quan Anh Kiệt đã chính miệng xác nhận với Mộc Lan Thanh Thanh. Lao Trường Thái đi theo kêu gào, cái mồm hư của hắn không phải nói bậy thì là cái gì. Trừ Cạnh Đường không quan tâm đến lời phản đối, lại lớn tiếng nói, mẹ kiếp, trước đó các ngươi đều trốn sau lưng bàn tán. Bây giờ có cơ hội làm rõ ràng trước mặt mọi người lại không chịu, còn gọi là nam nhân sao. Vừa dứt lời, trong đám người phía đông có ai đó lên tiếng, chuyện vị hôn phu, ta nghe qua rồi. Mọi người cấp tốc quay đầu nhìn lại, đang muốn xem ai nói, phía tây trong đám người lại có người lên tiếng. Việc này ta cũng đã được nghe. Mọi người lại quay đầu nhìn về phía bên đó. Sau đó phía bắc lại có người nói, ta cũng đã nghe nói rồi. Tiếp đó, trong đám người phía nam có một giọng buồn bực nói, nghe nói rồi, nhưng không biết thực hư ra sao. Một tiếng tiếp nối một tiếng thừa nhận, làm cho tình hình càng thêm hỗn loạn. Hiện trường tụ tập đông người như vậy, tầm nhìn của mọi người bị cản trở. Đa số người căn bản không thấy rõ người nói là ai, chỉ có những người gần bên mới có thể thấy. Trừ Cạnh Đường và Lao Trường Thái lại biết rõ trong lòng, Vương Thắng đã sắp xếp cho người của năm môn phái quay trở lại, hai người họ chỉ là hai trong số đó. Bách Luyện Tông, Chu Tước Các, Vạn Thảo Đường tổng cộng 15 người đã dựa theo kế hoạch trước đó, tản ra và lẫn vào trong gần ngàn thành viên để đồng loạt hưởng ứng. Những người này không đứng cùng môn phái của mình để tránh bị phát hiện quá rõ ràng. Lúc này, Lao Trường Thái bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn xung quanh, tiếng bàn luận xôn xao vang lên khắp nơi. Sau khi có không ít người hưởng ứng, không đợi mọi người nhìn rõ những ai đã lên tiếng, Trừ Cạnh Đường đã hướng về phía Mộc Lan Thanh Thanh, người đang đứng trên cao, chắp tay nói, Mộc Lan cô nương.
chuyện này không phải là điều gì không thể lộ ra ngoài. Hôm nay trước mặt mọi người, đã ngươi cũng ở đây, ta muốn hỏi một câu, việc này rốt cuộc là thật hay giả? Thỉnh cô nương làm rõ ràng trước mặt mọi người. Nếu là giả, ta xin rút lại lời nói và tạ lỗi trước mặt mọi người. Hiện trường bỗng nhiên trở nên yên lặng, mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Mộc Lan Thanh Thanh. Gần ngàn ánh mắt chờ đợi, Mộc Lan Thanh Thanh im lặng một lúc, rồi mở miệng dứt khoát trả lời một cách minh xác, ta và hắn quả thật có đính hôn, đó là do trưởng bối quyết định. À, trời ạ. Vương Thắng, ta từng gặp rồi, trước đó ở Nguyệt Hải tách ra. Đúng vậy, ta cũng đã gặp, người bên cạnh hắn rất cao to, thanh đao kia cũng rất lớn. Ồ, đúng rồi, trước đó thấy hắn đi cùng Trừ Cạnh Đường rất gần, thật không ngờ hắn lại là vị hôn phu của Mộc Lan cô nương. Mộc Lan cô nương danh hoa đã có chủ rồi, làm sao lại có vị hôn phu chứ? Du Hà Sơn là cái thứ gì mà xứng với Mộc Lan cô nương? Ngươi tiếc gì chứ? Xứng hay không thì lên trên đó mà xem. Đừng tiếc hận, ngốc nghếch. Mộc Lan Thanh Thanh công khai thừa nhận, lần này không còn nghi ngờ gì nữa. Hiện trường nhất thời trở nên hỗn loạn, tiếng kinh ngạc vang lên liên tiếp. Mọi người nói đến Vương Thắng, phần lớn nhớ đến hắn là vì người đi cùng hắn cao to và mang theo đại đao. Trong đám đông có không ít người bày tỏ tiếc nuối, danh hoa đã có chủ, những hy vọng mơ hồ cũng tan vỡ. Bởi vì rất rõ ràng, Mộc Lan Thanh Thanh là đệ tử của một môn phái danh giá, sẽ không dễ dàng hủy hôn. Tất nhiên, cũng có rất nhiều người muốn biết Vương Thắng rốt cuộc là người như thế nào mà đáng để Mộc Lan Thanh Thanh đính hôn. Lao Trường Thái ngước nhìn lên chỗ cao Mộc Lan Thanh Thanh, vẻ mặt đau lòng như không thể chịu nổi. Đồng môn sư đệ nhìn thấy hắn, đều âm thầm cảm thán, sư huynh đúng là có lòng. Bỗng nhiên, Lao Trường Thái lớn tiếng nói, như vậy mà nói, những gì hắn nói về Vương Thắng đều là sự thật. Tay chỉ về phía Trừ Cạnh Đường, chất vấn. Một tiếng nói vang lên bao trùm cả hiện trường, tiếng bàn luận như thủy triều lập tức dừng lại, mọi ánh mắt đều hướng về phía Trừ Cạnh Đường. Trừ Cạnh Đường không đáp lại Lao Trường Thái, ngược lại nhìn về phía Vạn Đạo Huyền và mấy người khác, hướng họ chắp tay hỏi, Mộc Lan cô nương cùng Vương Thắng có đính hôn, các vị trước đó có biết không? Vạn Đạo Huyền và mấy người lại nhìn nhau, nói là không biết thì nơi này đã ầm ĩ khẳng định họ biết, còn nói biết thì cũng chỉ biết trước một chút mà thôi. Trong tình huống này, trước mặt nhiều người như vậy, không biết có nên giải thích hay không, nếu nói là vừa mới biết thì có thể bị nghi ngờ là đang tránh trách nhiệm. Sự im lặng này, trong mắt nhiều người, cũng là minh chứng rằng họ đã biết từ trước. Thế là Trừ Cạnh Đường lại nói với Lao Trường Thái, Lao huynh không cần làm lớn chuyện như vậy, ta chỉ là nói nhảm một chút, chuyện qua rồi coi như xong. Có một số việc giả bộ không biết thì tốt hơn. Lao Trường Thái cả giận nói, dính đến tính mạng của nhiều người như vậy, việc này có thể giả bộ hồ đồ sao? Nghe lời này của hắn, dường như có chút nghiêm trọng, Đường Chân của Vô Cực Cung lúc này mới hỏi, chuyện rốt cuộc là gì? Lao Trường Thái chỉ vào Trừ Cạnh Đường, lớn tiếng nói, hắn nói, Mộc Lan cô nương để vị hôn phu của mình trốn ở nơi an toàn chờ đại hội kết thúc, còn lệnh cho chúng ta xông lên phía trước liều mạng đoạt trùng cực tinh. Đến nay đã có biết bao nhiêu người hy sinh, còn vị hôn phu của Mộc Lan cô nương lại một mực trốn tránh, không chịu ra sức. Hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh, lời chỉ trích này thật sự nghiêm trọng, không ít người đang nhìn về phía Mộc Lan Thanh Thanh để xem phản ứng của nàng. Mộc Lan Thanh Thanh nhìn xuống dưới và nói, một chuyện là một chuyện, ta cùng hắn tuy có đính hôn, nhưng không cùng môn phái, cũng không thể ép buộc hắn. Đại gia đều là người của Huyền Châu, nguyện đồng lòng giúp đỡ, người của Túc Nguyên Tông ta sẽ không quên, ai không muốn đồng lòng, chúng ta cũng không ép buộc. Huyền Châu còn rất nhiều người chưa gia nhập môn phái của chúng ta. Trừ Cạnh Đường lúc này tiếp lời, Lao huynh nếu đã nói hết mọi chuyện, Mộc Lan cô nương cũng có lý, vậy có vẻ như Bích Lan Tông của ta đang cố ý gây sự, đảo lộn lòng người ở Huyền Châu. Nếu việc này làm ảnh hưởng đến Huyền Châu đoạt giải nhất, vực chủ trách tội xuống, Bích Lan Tông ta không gánh nổi trách nhiệm này. Tốt, đã nói đến mức này, tất cả chỉ cần một lời giải đáp. Trừ Mỗ xin hỏi Mộc Lan cô nương, Vương Thắng bọn họ trước đó có phải đã gia nhập chúng ta dưới danh nghĩa Du Hà Sơn? Nếu Mộc Lan cô nương cảm thấy không tiện trả lời, cũng có thể không trả lời. Mộc Lan Thanh Thanh im lặng, mọi người lại một lần nữa nhìn về phía nàng. Những người đã gặp Vương Thắng và biết Vương Thắng đã gia nhập, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt không ngừng lóe lên. Đúng vậy, họ đã gia nhập chúng ta dưới danh nghĩa Du Hà Sơn. Cuối cùng, Mộc Lan Thanh Thanh cũng thừa nhận. Lời này lập tức khiến hiện trường có chút rối loạn. Trừ Cạnh Đường lại lớn tiếng hỏi, vậy Trừ Mỗ lại táo bạo hỏi một câu, gia nhập môn phái rồi, có thể tùy ý rời khỏi sao? Mộc Lan Thanh Thanh đáp, tự nhiên là không cho phép. Tốt thì ở, không tốt thì đi,
còn gì là quy củ, chẳng phải sẽ làm loạn lòng người sao? Huyền Châu còn thế nào cùng các châu khác cạnh tranh? Trừ Cạnh Đường tiếp lời, lời nói như vậy rất đúng, tuy đại gia nhập là tự nguyện, nhưng có một số chuyện mọi người đều hiểu rõ, các phái có thể tụ lại cùng nhau, cũng thoát không khỏi uy thế của Túc Nguyên Tông. Nếu ngươi muốn hỏi tại sao Vương Thắng gia nhập chúng ta rồi mà không ra sức, thật ra có nguyên nhân. Trước đây hắn cùng với Quản Ôn và mọi người lao tới khu vực Nguyệt Hải để cống hiến, việc này có nhiều người có thể làm chứng. Sau đó không biết vì sao, hắn cùng với Quản Ôn và những người khác đột ngột mất tích. Vậy nên không phải hắn không muốn cống hiến, mà thực sự là không thể liên lạc được. Trừ Cạnh Đường cười lạnh, nói, đúng dịp quá, hôm qua ta tình cờ gặp Vương Thắng, trùng hợp là hắn đang trốn ở gần đó, hắn còn nhờ chúng ta không tiết lộ chỗ ẩn nấp của mình. Ta tự hỏi, tại sao hắn lại chọn trốn ở gần đây? Chính vì có người đã đặt ra một nghi ngờ. Ta tuyên bố trước, không phải ta nghi ngờ, mà là có người trong môn phái khác bày tỏ một nghi ngờ. Họ nghi ngờ rằng hắn không muốn ra sức, lại không muốn gặp nguy hiểm, cho nên núp ở gần lực lượng lớn của Huyền Châu. Một khi gặp phải phiền phức, có người từ nơi này có thể tới trợ giúp nhanh chóng. Vì nghi ngờ này, có người trong môn phái khác đã học theo hắn và trốn đi, không cùng chúng ta quay trở lại. Không ít người cảm thấy ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía hắn, đặc biệt là ánh mắt của Vạn Đạo Huyền và những người khác trở nên lạnh lùng. Họ phát hiện tên này thật sự gan to, lời gì cũng dám nói, chẳng lẽ không sợ sau này Túc Nguyên Tông tính sổ sao? Chỉ có Quan Anh Kiệt từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt buồn bã, không nói một lời, không có biểu hiện gì, cứ như chuyện của sư tỷ không liên quan gì đến hắn. Mộc Lan Thanh Thanh lạnh lùng nói, Vương Thắng ở đâu, hiện tại lập tức đưa ta đi tìm hắn. Mọi người nhất thời mừng rỡ, trò hay đến rồi, đây là muốn quân pháp bất vị thân sao. Các bạn đang nghe chuyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 157, Cặn bã, sao dám không theo. Trừ Cạnh Đường giữ vẻ kiên cường, chắp tay, xoay người và phóng lên không, bay qua đầu mọi người. Đệ tử Bích Lan Tông lập tức đồng loạt theo sau. Mộc Lan Thanh Thanh đứng tại chỗ cao, phi thân lên và đi theo. Vạn Đạo Huyền và mấy người kia nhìn nhau im lặng, rồi cũng lần lượt đi theo. Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, dù không ai muốn bỏ lỡ cơ hội xem náo nhiệt, phần lớn mọi người đều phi thân lên và đi theo. Một đám người bay lượn ra khỏi sơn cốc, kéo theo một đội ngũ dài rằng rặc, một đường đi xa. Như Trừ Cạnh Đường đã nói, thật sự cũng không xa lắm, chỉ là khoảng vài chục dặm, trong một khe núi ngoằn ngoèo bên ngoài. Một đám người tuần tự rơi xuống trên sườn núi. Trừ Cạnh Đường chỉ vào một hang động được đào bằng tay bên trong khe núi, nguyên bản là ngay tại đây, không biết đã đi hay chưa. Những người đến sau dồn dập rơi xuống sườn núi hai bên khe núi. Tựa hồ bị tiếng động bên ngoài làm kinh động, Ngô Cân Lượng thò đầu ra khỏi hang, nhìn quanh một cái, rồi giống như một con thỏ bị giật mình, nhanh chóng rút vào trong. Mộc Lan Thanh Thanh nhìn thấy lập tức bay xuống, rơi vào trước cửa hang, đứng yên không động, lạnh lùng nhìn vào trong. Vạn Đạo Huyền và mấy người nhìn nhau, rồi cũng phi thân xuống, đứng bên cạnh Mộc Lan Thanh Thanh, hướng vào trong dò xét. Cái hang không sâu, rõ ràng chỉ là nơi ẩn náu tạm thời, tình hình bên trong nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ có hai nam nhân ở đó. Người nhảy xuống khe núi càng ngày càng đông. Tựa hồ phát hiện không thể tránh khỏi, Sư Xuân và Ngô Cân Lượng thản nhiên đi ra, không tỏ vẻ gì áy náy. Một người chắp tay chào hỏi mọi người, một người khiêng đại đao, vui vẻ gật đầu với mọi người. Tượng Lam Nhi và sáu người khác của các môn phái không có mặt, trận này, Sư Xuân đã để họ tránh đi, không để tất cả những người hiểu rõ tình hình của môn phái tụ tập lại mà bị tiêu diệt. Không sai, chính là Vương Thắng. Người cao to kia tên là Cao Cường, chính là bọn họ. Trên mặt Vương Thắng làm sao mà có nhiều vết sẹo thế? Vạn Đạo Huyền và những người khác nghe những lời bàn luận phía sau, không khỏi quan sát tỉ mỉ Sư Xuân và Ngô Cân Lượng, phát hiện hai người phơi nắng đến mức đen sạm. Quay đầu lại nhìn, mọi người đều đang quan sát tỉ mỉ hai người này, đặc biệt là chăm chú nhìn Sư Xuân. Người lớn lên đen nhẻm thì thôi, nhưng quần áo lại không phù hợp, trên mặt còn có một vết sẹo dữ tợn, nhìn chẳng có gì nổi bật. Mọi người khó mà liên tưởng vị này Vương Thắng với Mộc Lan Thanh Thanh, một nam đen sạm và một nữ như nữ thần băng tuyết. Hai người này nếu đứng chung một chỗ trong tương lai, quả thật là không dễ nhìn chút nào. Ngay cả cái người cao to bên cạnh Vương Thắng cũng so với hắn thuận mắt hơn nhiều, mày rậm mắt to. Khí chất hiên ngang, mặc đồ không chỉ vừa vặn mà còn trông rất cao cấp, chỉ có thanh đao là hơi lớn một chút. Ngược lại, bất kể nhìn từ góc độ nào, mọi người đều cảm thấy Vương Thắng thật sự không xứng với Mộc Lan Thanh Thanh, đều cảm thấy mình còn hơn hắn.
Quan Anh Kiệt đặc biệt nhìn chằm chằm Vương Thắng, trong mắt lộ rõ sự oán hận và sát ý. Sư Xuân ngước mắt lên, đầu tiên là nhìn về phía Trừ Cạnh Đường trên sườn núi, sau đó ánh mắt rơi vào Mộc Lan Thanh Thanh, ngươi đến đây làm gì? Mộc Lan Thanh Thanh hỏi lại, ngươi trốn ở đây làm gì? Sư Xuân bình thản đáp, tới tham gia Thiên Vũ Lưu Tinh Đại Hội còn có thể làm gì? Mộc Lan Thanh Thanh, Tử Mẫu Phủ liên hệ ngươi, sao không trở về? Sư Xuân buông tay, với dáng vẻ lưu manh nói, không cẩn thận mất rồi. Mộc Lan Thanh Thanh im lặng một lúc, rồi quay người nói, đi theo ta về. Sư Xuân lại không muốn đi, về làm gì? Mộc Lan Thanh Thanh quay lại nói, tự nhiên là trở lại với mọi người chúng ta. Không đi. Sư Xuân dứt khoát từ chối, ta ở đây rất tốt, sẽ không quấy rầy mọi người cứ đi thong thả, ta sẽ không tiễn. Nói xong lại chắp tay, mọi người đều im lặng, không ai nói gì. Mộc Lan Thanh Thanh đành phải quay người lại đối diện với hắn, tất cả mọi người đang cố gắng vì Huyền Châu đoạt giải nhất, ngươi như vậy không tốt. Sư Xuân hỏi lại, ngươi thấy ta không cố gắng vì Huyền Châu đoạt giải nhất sao? Ngươi nhìn đi, đây là cái gì, chút nữa là mất mạng rồi. Hắn chỉ vào vết sẹo dài trên gương mặt mình. Khẩu khí nói chuyện của Sư Xuân thật sự khác biệt với người bình thường, không ai dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Mộc Lan Thanh Thanh. Mộc Lan Thanh Thanh không tranh luận với hắn, vẫn bình tĩnh như trước nói, nhiều người thì sức mạnh lớn hơn, đi theo ta về. Sư Xuân bật cười, ta lại không nghĩ vậy, mọi thứ vẫn phải xem kết quả cuối cùng. Mộc Lan Thanh Thanh dường như có chút nổi giận, tay thuận tay nắm lấy chuôi kiếm, ngươi có đi hay không? Ta không đi, ngươi làm gì được ta? Sư Xuân công khai khiêu khích, còn chỉ vào vết sẹo trên mặt mình và nói, ta đây mới gọi là vì Huyền Châu mà tận lực, không giống các ngươi trốn lâu như vậy mà không làm gì. Ta không quay về vì cảm thấy xấu hổ. Làm sao? Tất cả mọi người đều vì Huyền Châu, ý nghĩ của ta và ngươi khác nhau, ngươi liền muốn giết ta sao? Tới đi, rút kiếm ra, chém ta cam đoan không tránh. Hắn vươn cổ ra và chỉ vào cổ mình, tỏ vẻ thách thức. Hành động này rõ ràng là công khai làm mất mặt Mộc Lan Thanh Thanh. Nhiều người không thể chịu nổi, cảm thấy người này quả thực là vô lại và đáng khinh. Rõ ràng hắn đang tránh né trách nhiệm, lại còn biện bạch đến cùng, trước mặt mọi người càng không nể mặt Mộc Lan Thanh Thanh. Đây chẳng phải là dựa vào thân phận vị hôn phu mà khi dễ nàng sao? Ngươi như vậy, còn để Mộc Lan Thanh Thanh thống lĩnh nhân mã của Huyền Châu như thế nào? Nhiều người cảm thấy thương hại Mộc Lan Thanh Thanh, nghĩ rằng nàng không xứng đáng gặp phải một kẻ cặn bã như vậy, một nữ nhân tốt như vậy mà lại gặp phải một kẻ như hắn. Nhiều người tức giận muốn xông lên đánh cho Vương Thắng một trận. Trong lòng không ít người thầm hô, rút kiếm, chém hắn đi. Nhiều nam nhân đến đây chỉ muốn thấy cảnh đó. Mộc Lan Thanh Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Sư Xuân, năm ngón tay nắm lấy chuôi kiếm đến trắng bệch. Sát ý tỏa ra từ nàng, ai nấy đều có thể cảm nhận được, đứng gần nàng thậm chí có thể thấy rõ sự sát phạt trong ánh mắt. Nàng thật sự không phải đang diễn, trong lòng đầy căm hận, thật sự muốn rút kiếm chém đối phương. Nhưng cuối cùng, bàn tay nắm kiếm của nàng dần dần buông lỏng. Nàng nói với giọng luôn bình tĩnh, mọi người hiện đang chuẩn bị, có kế hoạch cụ thể, không phải như ngươi nghĩ. Đến lúc đó, ngươi sẽ tự biết, trước hết về với ta rồi hãy nói. Không có rút kiếm, không có động thủ, nhiều người bỗng cảm thấy thất vọng. Không sai. Lúc này Vạn Đạo Huyền cũng chen vào, Vương Huynh, trước hết theo chúng ta quay về, sau đó tự nhiên sẽ nói rõ ràng với ngươi. Sư Xuân liếc nhìn hắn rồi nói rõ ràng cái gì chứ, ngươi là ai? Ngươi tính là cái gì mà đòi quản ta? Không phải chuyện của ngươi, thì đứng qua một bên hóng mát đi. Ngô Cân Lượng cười hình hệch. Mọi người hết sức im lặng, cặn bã thì thôi đi, nhưng thật sự không biết trời cao đất rộng, dám nói như vậy với người của Linh Tiêu Sơn, một trong những môn phái đứng ngay sau Nguyên Kiếm Cung. Không ít người càng nhìn càng tức giận, càng ngày càng thấy thương hại Mộc Lan Thanh Thanh. Trên sườn núi, Trừ Cạnh Đường co giật khóe miệng, phát hiện Vương Thắng còn diễn ác hơn hắn nhiều. Hắn cũng chỉ vì đã lên thuyền giặc mà không còn cách nào khác. Vạn Đạo Huyền bị mắng đến đỏ mặt, nắm chặt tay nhưng lại không thể làm gì, suýt nữa nghẹn đến mức muốn phun máu. Nếu là người khác, hắn chắc chắn sẽ xông lên giết chết, nhưng trước mắt lại là vị hôn phu của Mộc Lan Thanh Thanh, hắn không có cách nào. Hắn nhận ra rằng mình đã thừa lời khi vừa lên tiếng, chuyện nhà của người ta, hắn lắm miệng làm gì. Một bên, Đường Chân âm thầm giật tay áo của hắn, ra hiệu hắn không nên so đo với người như vậy. Vạn Đạo Huyền chỉ có thể âm thầm kìm nén cơn giận. Mộc Lan Thanh Thanh lại lên tiếng, Vương Thắng, ta nói lại lần nữa, tất cả mọi người đang vì Huyền Châu mà tận lực, ngươi như vậy sẽ không có lợi cho bản thân. Sư Xuân vui vẻ nói, đối với chúng ta, những môn phái nhỏ,
từ đầu đến cuối cũng chẳng có lợi ích gì. Đoạt giải nhất, ngươi Túc Nguyên Tông có thể trao cho Du Hà Sơn chúng ta đệ nhất hay sao? Liều mạng là chúng ta, nhưng lợi ích lại là của các ngươi, cuối cùng còn làm như ban ơn cho chúng ta. Lời nói này chạm đến tâm tư của nhiều đệ tử từ các môn phái nhỏ ở đây. Đúng như vậy, khổ cực, nguy hiểm, hy sinh đều là họ, cuối cùng khi phân công thưởng thì bọn họ không có phần. Nhưng không còn cách nào khác, môn phái của họ còn cần sống sót trong Huyền Châu, không thể không cúi đầu. Họ không có một vị hôn thê như Sư Xuân, dù trong lòng có ý nghĩ này cũng không dám nói ra. Chỉ thấy Sư Xuân tiếp tục mặt dày ngụy biện nói, ta nói lại lần nữa, hiện tại ta cũng đang cố gắng vì Huyền Châu đoạt giải nhất, bây giờ ngươi nói ta không được là không có đạo lý. Nếu cuối cùng ta trở về với tay không, đến lúc đó ngươi chỉ trích ta cũng không muộn. Mộc Lan Thanh Thanh và Sư Xuân đối mặt nhau một lúc lâu, sau đó nàng quay lại nhìn mọi người, cuối cùng lạnh lùng nói, chúng ta đi. Khi đó, trên sườn núi, Trừ Cạnh Đường bất ngờ lên tiếng, Mộc Lan cô nương, ta nghĩ để người của Bích Lan Tông chúng ta ở lại, vừa có thể giúp ngươi quan sát Vương Huynh, vừa có thể xem thử Vương Huynh như thế nào cố gắng vì Huyền Châu đoạt giải nhất. Một người sức yếu, có thêm người giúp đỡ cũng tốt. Ý tứ của hắn rõ ràng, nếu vị hôn phu của ngươi đã như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp. Mộc Lan Thanh Thanh chỉ dương mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, rồi lắc mình rời đi. Quan Anh Kiệt cũng phi thân theo sau. Vạn Đạo Huyền và mấy người kia nhìn chằm chằm về phía Trừ Cạnh Đường trên sườn núi, có vẻ lạnh lùng. Không dễ gì thu thập được Vương Thắng, chẳng lẽ bọn họ lại không dám thu thập ngươi sao? Vạn Đạo Huyền, Đường Chân và Lý Sơn Sơn lập tức phi thân lên, đâm thẳng tới trước mặt Trừ Cạnh Đường. Đặc biệt là Vạn Đạo Huyền, bước từng bước tới gần, dường như muốn phát tiết cơn giận đang kìm nén. Đệ tử của Bích Lan Tông bị dọa đến phát hoảng, Trừ Cạnh Đường thì râu quai nón khẽ rung, nhưng vẫn giữ mặt không đổi sắc. Thấp giọng nói, thật ra ta đã sớm không ưa cái tên Vương đó, nếu Mộc Lan cô nương kết hôn với kẻ vô sỉ như vậy, quả thực là không còn đạo lý nào nữa. Ta ở lại là để tìm cơ hội bắt hắn mà xử lý. Vạn Đạo Huyền nghe xong thì im lặng, dường như chí hướng này không thể bỏ qua. Ta chẳng nghe thấy gì cả. Vạn Đạo Huyền nhẹ giọng đáp, sau đó xoay người rời đi. Đường Chân và Lý Sơn Sơn cũng lập tức tỏ ra như chưa có gì xảy ra và đi theo người, giống như chưa bao giờ thấy qua Trừ Cạnh Đường. Thấy Trừ Cạnh Đường không sao, Lao Trường Thái cũng lên tiếng, Tử Vân Tông chúng ta cũng ở lại, giúp đỡ Vương Huynh. Bách Luyện Tông ta cũng ở lại giúp đỡ Vương Huynh. Chu Tước các ta cũng không thể ngồi yên nhìn. Vạn Thảo Đường ta cũng nguyện trợ Vương Huynh một chút sức lực. Trong đám người liên tiếp vang lên nhiều tiếng đồng ý, khiến các môn phái khác đang chuẩn bị rời đi cảm thấy ngạc nhiên và nhìn nhau không biết nên làm gì. Điều này cũng khiến ba người Vạn Đạo Huyền, Đường Chân, Lý Sơn Sơn ngừng lại, từng người nhíu mày. Đây không phải chỉ là chuyện của một vài môn phái nữa, nhìn tình hình này, có cảm giác hơi phiền phức. Cuối cùng, ba người không nói gì thêm, tránh đi và tiếp tục rời đi. Những người trong môn phái khác, với tâm trạng nghi ngờ, cũng lần lượt phi thân rời xa. Chương 158, lấp không bằng khai thông. Người ngoài đã đi hết, chỉ còn lại đệ tử của năm môn phái, tất cả đều cùng một phe, không còn ai ngoài cuộc. Sư Xuân cùng Ngô Cân Lượng cũng nhảy lên đỉnh núi và nhìn xuống. Trừ Cạnh Đường lập tức tiến đến trước mặt hai người, kinh ngạc nói, không phải nói sẽ thu hút các môn phái khác tới sao? Sao cuối cùng chỉ còn lại người của chúng ta, không ai hưởng ứng chúng ta cả? Sư Xuân đưa mắt nhìn bóng người tan biến ở xa, gấp cái gì, các môn phái vừa mới biết, còn chưa kịp phản ứng, chắc chắn họ trở về gặp đồng môn rồi tự bàn bạc. Nghe kiểu nói này, mấy người thuộc các môn phái nghĩ cũng thấy có lý. Tốt, còn lại sẽ chờ ở đây, thay phiên canh gác thôi. Sư Xuân vỗ tay nói. Việc thay phiên canh gác chỉ cần sắp xếp sơ qua, không ai trực ban ngay tại chỗ hang động. Trở lại trung tâm hang động, Mộc Lan Thanh Thanh đi đi lại lại mấy bước, liền thấy Vạn Đạo Huyền và những người khác lách mình vào, đều bước nhanh đến trước mặt nàng, từng người đều muốn nói lại thôi. Mộc Lan Thanh Thanh mở miệng trước, ngoại trừ Bích Lan Tông, các môn phái khác không có phản ứng gì sao. Lý Sơn Sơn thở dài, không chỉ Bích Lan Tông, sau khi ngươi đi, còn có vài môn phái khác cũng quyết định ở lại. Vạn Đạo Huyền thần sắc ngưng trọng, sợ rằng không chỉ là mấy môn phái đó, những người kia chỉ là quyết định tại chỗ. Những người khác sau khi trở về, khó mà đảm bảo sẽ không có suy nghĩ gì. Ai? Mấy người đều có chút than thở. Mộc Lan Thanh Thanh quan sát phản ứng của bọn họ, hỏi, hành vi của Vương Thắng có ảnh hưởng lớn đến những người khác không? Lý Sơn Sơn cười khổ nói, Mộc Lan, tha thứ cho ta nói thẳng. Nếu là người bình thường, thật ra không có ảnh hưởng gì, phiền phức lớn nhất là hắn là vị hôn phu của ngươi.
mọi người tham gia chuyện chém giết đều là liều mạng. Vương Thắng làm như vậy, nói thật, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Mộc Lan Thanh Thanh, có cách nào để phong tỏa thông tin không? Mấy người im lặng, trong lòng nghĩ rằng nàng bình thường rất lý trí, nhưng dính đến người đàn ông của mình lại rối loạn. Vạn Đạo Huyền đáp, sợ rằng không phong tỏa được. Ngươi quên rồi sao? Khi Quản Ôn và những người khác xảy ra chuyện, liên lạc mãi không được, ngươi đã yêu cầu các đội lập thành liên hệ ngang để tránh việc này tái diễn. Hiện tại chỉ e rằng đã có người lan truyền việc này ra ngoài. Những môn phái nhỏ luôn có lòng phản kháng, chỉ sợ họ muốn việc này càng nhiều người biết càng tốt. Lý Sơn Sơn trầm ngâm nói, việc này không dễ phong tỏa, làm sao mà phong tỏa được. Đây là gần ngàn người, ép buộc cấm khẩu hay là ép buộc không được nói ra ngoài. Cưỡng chế thế này sẽ khiến đại gia có ý kiến lớn hơn, càng bất lợi cho người. Đường Chân, Mộc Lan, việc này cần tìm cách giải quyết. Mộc Lan Thanh Thanh hỏi lại, các ngươi có biện pháp gì tốt không? Mấy người nhìn nhau im lặng, biện pháp tốt chắc chắn có, nhưng nhìn nàng như vậy, tựa hồ không ai nỡ ra tay, nếu không đã chẳng trở về tay không. Vạn Đạo Huyền đột nhiên nhìn sang một bên, hỏi, Quan Huynh, ngươi có biện pháp gì tốt không? Đường Chân và Lý Sơn Sơn thuận lời nhìn lại, thấy Quan Anh Kiệt đang ngồi trong góc yên lặng, lập tức nhãn tình sáng lên, đều âm thầm bội phục Vạn Đạo Huyền. Ai cũng thấy rõ rằng chuyện Mộc Lan có vị hôn phu đã kích thích Quan Anh Kiệt không nhỏ, có lẽ biện pháp tốt nhất có thể từ miệng người này nói ra. Ai ngờ Quan Anh Kiệt buồn bực nói, ta không có cách nào. Mấy người đành im lặng. Lý Sơn Sơn dứt khoát trực tiếp nhắc nhở, Mộc Lan, biện pháp tốt nhất chỉ có một, cởi chuông phải do người buộc chuông. Mộc Lan Thanh Thanh khẽ gật đầu, cũng đúng. Các ngươi chờ một lát, ta lại đi một chuyến, tự mình tìm hắn nói chuyện. Dứt lời, nàng lách mình ra khỏi hang động, khống chế phong lân bay lên không. Trong hang động, mấy người nhìn nhau im lặng. Phương pháp mà Mộc Lan Thanh Thanh chọn không phải điều họ nghĩ là tốt nhất, bình thường nàng luôn sát phạt quyết đoán, mà giờ đây sao lại như vậy? Lý Sơn Sơn nhanh chóng bước đến bên Quan Anh Kiệt, trầm giọng nói, Quan Huynh, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Vấn đề lớn nhất lúc này là phải nhanh chóng ổn định quân tâm. Nếu đầu người nào đó không rơi xuống, làm sao người dưới phục tùng? Chẳng lẽ muốn đợi đến khi triệt để hỗn loạn mới tìm cách kết thúc sao? Nếu điều này làm ảnh hưởng đến Huyền Châu đoạt giải nhất, làm sao có thể báo cáo với vực chủ? Vạn Đạo Huyền cũng nói thêm, chúng ta thì không sao, chúng ta là không quan trọng, chúng ta làm việc theo lệnh, nếu trời sập xuống cũng có kẻ lớn chịu. Nhưng ngươi, người của Túc Nguyên Tông, liệu có dễ báo cáo được không? Quan Anh Kiệt ngồi trên ghế đá, khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi đầu buồn bực nói, hãy để sư tỷ tự quyết định. Lời nói này làm cho ai đó tức giận đến mức phất tay áo, đứng quay mặt vào tường không nói gì. Mấy người trong hang động cứ buồn bực chờ đợi, Mộc Lan Thanh Thanh mãi không thấy trở lại. Vạn Đạo Huyền và những người khác lại nhận được tin từ đệ tử của mình, hỏi về chuyện của Mộc Lan Thanh Thanh và Vương Thắng. Rõ ràng, điều họ lo lắng đã xảy ra, tin tức đã lan ra ngoài. Trong hang động có thể nghe thấy tiếng nghị luận ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Vạn Đạo Huyền và hai người còn lại bàn bạc với nhau, sau đó lập tức gửi tin tức về việc tin đã lan truyền ra ngoài cho Mộc Lan Thanh Thanh, ý đồ tạo áp lực lên Vương Thắng từ phía Mộc Lan Thanh Thanh. Lúc này, Mộc Lan Thanh Thanh đang ở bên cạnh Vương Thắng, trao đổi cụ thể với Sư Xuân về công việc. Sau khi nhận được tin tức từ ba phía, nàng liền cáo biệt Sư Xuân. Thay vì quay lại với Vạn Đạo Huyền và những người kia, nàng quyết định trực tiếp khống chế phong lân và đến chỗ trụ sở nhân mã của Vạn Đạo Huyền. Nàng vừa đến nơi, Vạn Đạo Huyền đã nhanh chóng nhận được tin tức từ nhân mã của mình. Đọc kỹ nội dung tin nhắn, Vạn Đạo Huyền nghi ngờ, Mộc Lan tìm đến trụ sở nhân mã của ta. Cái gì? Có ý gì vậy? Nàng đến làm gì? Vạn Đạo Huyền cau mày nói, nàng đang trao đổi với nhân mã của ta, hỏi về quan điểm của họ đối với chuyện Vương Thắng. Đường Chân và Lý Sơn Sơn không nói gì thêm. Sau đó, ba người cùng nhau quyết định đuổi theo Mộc Lan Thanh Thanh để xem chuyện gì đang xảy ra. Khi đến cửa hang, họ mới phát hiện Quan Anh Kiệt không có ở đó. Đường Chân quay đầu gọi, Quan Huynh, ngươi không đi sao? Quan Anh Kiệt đã biết kết quả sẽ như thế nào, hắn thật sự không có hứng thú chạy đi làm bộ nữa. Hắn lo rằng mình sẽ không thể đóng vai tốt, lắc đầu nói, nơi này không có ai canh chừng không tốt, ta sẽ ở lại, các ngươi đi đi. Ba người cũng không ép buộc, liền rời hang động và cùng điều khiển phong lân bay lên. Khi họ đến trụ sở nhân mã của Vạn Đạo Huyền, mới phát hiện đã đến muộn. Mộc Lan Thanh Thanh đã đi rồi, không ai biết nàng đã đi đâu và nàng cũng không cần thông báo cho người ở đây. Ba người đành phải trực tiếp liên hệ với Mộc Lan Thanh Thanh mới biết nàng lại đến trụ sở của Triều Chi Lâm. Ba người tiếp tục điều khiển phong lân đến đó,
và cuối cùng cũng gặp được Mộc Lan Thanh Thanh đang trao đổi với các nhân viên của các phái. Ba người nghe lén một lúc, phát hiện ra rằng cuộc thảo luận không chỉ xoay quanh chuyện của Vương Thắng. Mộc Lan Thanh Thanh chủ yếu lấy những lời phàn nàn về Vương Thắng và hỏi thái độ của các phái. Nàng tỏ ý sẵn lòng thẳng thắn, không truy cứu trách nhiệm. Thêm nữa, nàng lấy vị hôn phu làm lý do kích thích, khiến mọi người dễ dàng có những lời nói bớt căng thẳng. Đến khi cuộc trao đổi kết thúc, trời đã tối. Cuối cùng, ba người có thể cùng Mộc Lan Thanh Thanh nói chuyện riêng. Họ đến một đỉnh núi có thể nhìn thấy ánh chiều tà của hoàng hôn. Không có người ngoài, Đường Chân hỏi thẳng, Mộc Lan, Vương Thắng đã đồng ý trở lại chưa? Nói thẳng ra, họ không quan tâm đến sự náo loạn của những người khác, chỉ quan tâm thái độ của Vương Thắng. Chỉ cần quản được Vương Thắng, tự nhiên có thể kiểm soát được những người khác trong các môn phái. Mộc Lan Thanh Thanh khẽ lắc đầu, hắn không chịu trở về. Lý do hắn đưa ra, hắn đã oán trách ta không ít. Ý chính của hắn là, hắn có thể bán mạng vì Huyền Châu để đoạt giải nhất, nhưng tại sao phải bán mạng vì chúng ta, những đại phái lớn này? Hắn nói rằng, dù cố gắng đến đâu, lợi ích cuối cùng cũng sẽ nằm trong tay các đại phái, và hắn đặt câu hỏi, nếu liều mạng giúp chúng ta, thì chúng ta sẽ cho hắn được những gì? Nếu không giải quyết được vấn đề này, hắn sẽ không quay lại. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, Lý Sơn Sơn trầm giọng nói, tha thứ ta nói thẳng, Mộc Lan, ngươi quá nuông chiều hắn. Không nói đến hiện tại, nếu tiếp tục như vậy, tương lai cũng sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho ngươi. Loại nam nhân như vậy, không nên nuông chiều. Mộc Lan Thanh Thanh hỏi lại, ý ngươi là ta nên giết hắn. Lý Sơn Sơn mấp máy môi, không nói ra lời, nhưng sự im lặng của hắn đã là đồng ý. Mộc Lan Thanh Thanh không nói thêm gì, liếc mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Sơn Sơn, ánh mắt dần dần lạnh lẽo, mang theo vẻ bất thiện, như muốn bắt hắn phải thốt ra một câu kết luận. Nàng phát uy, không khí lập tức trở nên căng thẳng, khiến Lý Sơn Sơn im bặt, không dám lỗ mãng. Trong lòng hắn thầm mắng chửi, nữ nhân này đối với người khác thì không nương tay, nhưng đến khi đụng vào người của chính mình thì lại bao che khuyết điểm, thật là quá đáng. Cùng lúc đó, hắn cũng tự trách bản thân vì đã nói ra những lời không nên nói. Ai cũng biết những lời như vậy khó mà nói ra được, tất cả đều kìm nén không nói, tại sao mình lại phải ra mặt. Vạn Đạo Huyền và Đường Chân cũng căng thẳng, không dám nhận chủ đề mà Lý Sơn Sơn vừa đưa ra. Không còn cách nào khác, họ đều biết rõ Mộc Lan là người thế nào, ba người gộp lại có lẽ cũng không phải đối thủ của nàng. Nghĩ đến việc Vương Thắng trước mặt mọi người làm mất mặt Mộc Lan Thanh Thanh, nàng vẫn phải nhẫn nhịn, còn họ chỉ nói một câu không đúng đắn, lại đụng đến giới hạn của nàng. Sự đãi ngộ này thật quá khác biệt, khiến ba người trong lòng chua xót, không hiểu sao Vương Thắng lại có thể may mắn như vậy mà giành được trái tim của nữ nhân này. Trong không khí căng thẳng, không ai nói thêm gì. Vạn Đạo Huyền cố gắng chuyển chủ đề, Mộc Lan, ngươi chạy tới chạy lui gặp những người kia là có ý gì? Chủ đề chuyển đi khiến không khí bớt căng thẳng, Mộc Lan Thanh Thanh cuối cùng thu lại ánh mắt lạnh lùng của mình và đáp lại một cách gián tiếp, trước khi Triều Chi Lâm mất tích, có người nhìn thấy hắn gặp Hô Duyên Đạo. Bây giờ cả hai đều mất tích, bất kể bọn họ đã xảy ra chuyện gì, hai đội nhân mã với hơn 2.000 người, chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ lại phải tìm hai môn phái khác thay thế để thống lĩnh sao? Ba người đều im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Đường Chân thử hỏi, ý ngươi là gì? Mộc Lan Thanh Thanh nói, ta chạy tới gặp những người kia cũng là vì chuyện của Vương Thắng. Các ngươi nói rằng tin tức đã truyền ra ngoài, ta nhân cơ hội này hỏi bọn họ quan điểm về Vương Thắng và thẳng thắn trao đổi với họ. Kết quả là nhiều môn phái cũng có suy nghĩ giống Vương Thắng, khác biệt duy nhất là Vương Thắng vì có mối quan hệ với ta mà dám phản kháng. Họ đều nghĩ rằng mình ra sức nhưng không được coi trọng, nghĩ rằng lợi ích cuối cùng đều bị các đại phái nắm giữ. Không ít người còn cho rằng có những đại phái quá ích kỷ, khi sai khiến đệ tử của các môn phái nhỏ thì không quan tâm đến sống chết của họ. Thậm chí có người vì cảm xúc cá nhân mà coi mạng người như cỏ rác. Nếu không có chuyện của Vương Thắng, ta cũng không biết rằng oán hận của mọi người lại lớn đến vậy, có thể nói là oán than đầy trời. Cho nên ta đang suy nghĩ, chúng ta đoạt được thứ hạng cao như vậy, có thể công khai chiếm giữ không? Sự việc này là vì Vương Thắng mà lên, lại liên lụy đến ta, ta nhất định phải đối mặt một cách nghiêm túc. Rốt cuộc nên giữ lại hay buông bỏ? Ta nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ mở ra và khai thông sẽ tốt hơn là che giấu. Đường Chân và Lý Sơn Sơn đều không nói gì. Ba người rời hang động để xem Mộc Lan Thanh Thanh đang làm gì. Khi đi tới cửa hang, họ mới phát hiện thiếu một người. Đường Chân quay đầu gọi, Quan huynh, ngươi không đi sao? Quan Anh Kiệt đã biết kết quả rồi, hắn thật sự không hứng thú đi làm bộ làm tịch, lo rằng mình sẽ không thể tiếp tục diễn tốt. Hắn lắc đầu nói,
không ai ở đây canh chừng thì không tốt, ta sẽ ở lại, các ngươi cứ đi đi. Được, ba người cũng không miễn cưỡng, rời khỏi hang động và cưỡi một con phong lân bay nhanh lên không. Khi bọn họ đến trụ sở của Vạn Đạo Huyền, mới phát hiện đã đến muộn, Mộc Lan Thanh Thanh đã rời đi. Không ai biết nàng đã đi đâu, và nàng cũng không cần thiết phải báo cáo với những người ở đây. Ba người đành phải trực tiếp liên hệ với Mộc Lan Thanh Thanh, sau đó mới biết nàng đã đến bộ đội của Triều Chi Lâm. Ba người lại một lần nữa cưỡi phong lân đến đó. Cuối cùng, bọn họ cũng gặp được Mộc Lan Thanh Thanh khi nàng đang trao đổi với những người trong các phái. Ba người chỉ ngồi giữ thính, phát hiện chủ đề thảo luận không chỉ xoay quanh Vương Thắng. Mộc Lan Thanh Thanh chủ yếu là mang theo những lời phàn nàn của Vương Thắng để hỏi về thái độ của các phái. Nàng nguyện ý thẳng thắn, không truy cứu trách nhiệm. Hơn nữa, việc sử dụng vị hôn phu làm chất xúc tác khiến mọi người dễ dàng chia sẻ hơn. Chờ đến khi kết thúc cuộc trao đổi, trời đã tối đen, ba người cuối cùng có thể nói chuyện riêng với Mộc Lan Thanh Thanh. Họ đi đến một ngọn núi có thể nhìn thấy ánh chiều tà đắm chìm. Không có ai khác xung quanh, Đường Chân hỏi thẳng, Mộc Lan, Vương Thắng đã đồng ý quay về chưa? Nói trắng ra, họ không quan tâm đến những người khác, chỉ quan tâm đến thái độ của Vương Thắng. Chỉ cần hắn đồng ý, họ có thể quản lý được người của các môn phái khác. Mộc Lan Thanh Thanh lắc đầu nhẹ, hắn không chịu quay về. Hắn không chấp nhận lý do, đã phàn nàn với ta không ít. Ý chính là, hắn nghĩ rằng hắn có thể chiến đấu hết mình để giành giải nhất cho Huyền Châu, nhưng vì sao hắn lại phải mạo hiểm tính mạng vì những đại phái như chúng ta? Hắn còn nói dù có cố gắng thế nào, những lợi ích đạt được cũng sẽ rơi vào tay các đại phái. Hắn thẳng thắn hỏi chúng ta, nếu hắn mạo hiểm tính mạng giúp chúng ta, liệu chúng ta có thể mang lại cho hắn những gì? Nếu không giải quyết được vấn đề này, hắn sẽ không quay lại. Ba người nhìn nhau, Lý Sơn Sơn trầm giọng nói, tha lỗi cho ta nói thẳng, Mộc Lan, ngươi quá nuông chiều hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai sẽ không có lợi gì cho ngươi. Loại nam nhân này không nên nuông chiều. Mộc Lan Thanh Thanh hỏi lại, ý của ngươi là ta nên giết hắn. Lý Sơn Sơn mấp máy môi, không nói gì, cũng không phủ nhận. Mộc Lan Thanh Thanh cũng không nói gì thêm, lạnh lùng liếc nhìn Lý Sơn Sơn. Ánh mắt của nàng dần trở nên sắc lạnh, có vẻ như nàng muốn chờ xem Lý Sơn Sơn sẽ nói ra kết quả gì. Nàng vừa thể hiện sự uy nghiêm, không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Lý Sơn Sơn im lặng, không dám làm gì bất cẩn, trong lòng cũng đang thầm mắng chửi. Hắn nghĩ, tiện nhân này đối với người khác giết gà dọa khỉ thì tàn nhẫn vô cùng, nhưng đối với nam nhân của mình thì rõ ràng bao che khuyết điểm, thật quá đáng. Đồng thời, hắn cũng tự mắng bản thân, biết rõ có những lời khó mà nói, mọi người đều im lặng, tại sao hắn lại dại dột mở miệng như vậy? Vạn Đạo Huyền và Đường Chân cũng lập tức căng thẳng, không dám nhận chủ đề của Lý Sơn Sơn. Họ đều đã chứng kiến sự uy nghiêm của Mộc Lan Thanh Thanh, ba người liên kết với nhau cũng không phải là đối thủ của nàng. Nghĩ đến chuyện Vương Thắng trước mặt mọi người làm mất mặt Mộc Lan Thanh Thanh mà nàng vẫn phải nhịn. Còn bọn họ chỉ vì một câu nói sau lưng không đúng, liền đụng phải điểm yếu của nàng, sự đãi ngộ này thật khác biệt quá lớn. Trong lòng ba người thật sự ghen tị, không hiểu Vương Thắng có vận may kiểu gì mà được nữ nhân như vậy. Trong không khí ngượng ngùng, Vạn Đạo Huyền chuyển chủ đề, Mộc Lan, ngươi chạy tới chạy lui tìm những người kia nói chuyện là có ý gì? Chủ đề chuyển hướng thành công, Mộc Lan Thanh Thanh thu lại ánh mắt như muốn rút kiếm, nàng trả lời một đằng, hỏi một nẻo, trước khi Triều Chi Lâm mất tích, có người nhìn thấy hắn gặp mặt Hô Duyên Đạo. Bây giờ cả hai đều mất tích, bất kể họ đã gặp chuyện gì, hai đội nhân mã này có hơn 2.000 người. Giờ phải làm thế nào đây, lại muốn một lần nữa mô phỏng hai môn phái khác để thống lĩnh sao? Ba người đều thận trọng, không trả lời. Đường Chân thử hỏi lại, ý của ngươi là gì? Mộc Lan Thanh Thanh, ta chạy tới chạy lui hỏi họ, cũng là vì Vương Thắng mà lên. Các ngươi nói tin tức lan truyền ra, ta vừa vặn mượn cơ hội này hỏi bọn họ về việc của Vương Thắng, phát hiện rất nhiều môn phái thực sự đều có suy nghĩ giống Vương Thắng. Khác biệt ở chỗ, Vương Thắng vì mối quan hệ với ta nên mới dám phản kháng. Mọi người đều nghĩ rằng mình cố gắng không được gì, cho rằng chúng ta, những đại phái, nắm giữ mọi lợi ích. Không ít người thậm chí còn cho rằng các đại phái quá ích kỷ, khi sai khiến người của môn phái thì không quan tâm đến sống chết của họ. Thậm chí có người vì cá nhân yêu ghét mà xem mạng người như cỏ rác. Nếu không có chuyện của Vương Thắng, ta còn không biết mọi người oán khí lớn như vậy, có thể nói là tiếng oán than vang trời. Cho nên ta đang nghĩ, thứ này chúng ta giành được tốt lắm, thật sự có thể công khai chiếm hữu sao? Vấn đề này vì Vương Thắng mà lên, lại liên lụy đến ta, ta nhất định phải nghiêm túc đối mặt. Cuối cùng là chặn hay khai thông. Ta nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ chặn không bằng khai thông.
Các bạn đang nghe truyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top. Chương 159, Tuấn Tú Lịch Sự. Một phen nghe như vậy, ba người có chút không rõ. Đại môn phái và các môn phái nhỏ từ trước tới nay luôn có sự chênh lệch như vậy, khi nào thì sự đồng tình lại trở thành cách giải quyết vấn đề trong giới tu hành? Phàm phu tục tử, người người tiên tiên, thần thần quỷ quỷ, từ trước tới nay đều có sự khác biệt, nếu tất cả đều bình đẳng thì còn đâu động lực để phấn đấu. Ba người có chút không rõ nàng rốt cuộc muốn nói gì. Đường Chân hỏi lại, lấp không bằng khai thông là như thế nào? Mộc Lan Thanh Thanh đáp, Triều Chi Lâm và Hô Duyên Đạo có hơn 2.000 nhân mã, không cần lại nặng nề mô phỏng thống lĩnh, chọn giữ lại những người tinh nhuệ, những người còn lại thì phân ra. Mặt khác, tất cả các bộ phận dựa theo cách này mà phân chia, nhân mã tập hợp lại thành một tổ chức mới. Nói ngắn gọn, tập hợp hơn 7.000 nhân mã của Huyền Châu thành hai nhóm, bộ phận tinh nhuệ chúng ta tiếp tục trưởng khống, còn phần còn lại, gom lại thành một đội. Bọn hắn không phải nói rằng bọn hắn đang chiến đấu vì chúng ta sao? Chúng ta có khả năng không cần bọn hắn vì chúng ta mà chiến đấu nữa. Bọn hắn không phải nói rằng dù có cố gắng, lợi ích cuối cùng vẫn vào tay chúng ta sao? Vậy thì cho chính bọn hắn nhìn thấy, nếu không có chúng ta, bọn hắn là gì? Không có chúng ta, bọn hắn có thể đạt được lợi ích gì? Chia đều nhân mã và cả trùng cực tinh đã thu hoạch trước đó. Các việc liên quan cuối cùng sẽ dựa trên thành tích của từng người để quyết định phân phối lợi ích, nhưng cho chính bọn hắn thấy rõ rằng bọn hắn có tư cách đạt được mong muốn hay không. Ba người nhìn nhau, lời nói tuy có chút lý lẽ, nhưng vẫn cảm thấy nữ nhân này có phần hành động theo cảm tính, lại không tiện phản đối. Vạn Đạo Huyền cau mày nói, Mộc Lan, ta tuyên bố trước, chúng ta không phản đối ý kiến của ngươi. Nhưng ta thấy căn bản không cần thiết phải coi trọng những người đó, cái kia chỉ là một lũ ô hợp, nếu bỏ mặc, bọn hắn sẽ chỉ là một đám lộn xộn, chẳng làm được gì. Đường Chân nói, đúng vậy, khi ở dưới quyền chúng ta, bọn hắn còn có chút giá trị nhờ vào sự uy hiếp. Một khi buông lỏng, bọn hắn sẽ lười nhác và không đáng tin. Những nỗ lực của bọn hắn chỉ là lời nói suông, trước đây bọn hắn liều mạng cũng là vì chúng ta ép buộc. Mộc Lan Thanh Thanh đáp, dùng sự thật để bọn hắn thấy rõ bản thân mình không tốt hay sao? Vạn Đạo Huyền nói, nếu chúng ta thiếu một nửa số người, việc kiểm soát các động tĩnh quan trọng của các nhân mã châu khác sẽ dễ bị lỗ hổng. Mộc Lan Thanh Thanh nói, không có gì khó khăn, nhìn từ xu thế tổng thể, các châu chủ yếu nhân mã trên tay trùng cực tinh đã hợp nhất hơn phân nửa, nên việc giám sát lực lượng có thể giảm bớt. Đa số người đang ở trạng thái nhàn rỗi. Mặc dù bọn hắn có bực tức, nhưng có những lời nói cũng không sai. Những người của các đại môn phái như chúng ta không nên quá tiếc thân, khi cần thì phải ra tay. Tình hình kiểm soát các nhân mã chủ yếu cần phải tiếp nhận nhanh hơn. Đại hội sắp kết thúc, cuối cùng quyết chiến vẫn phụ thuộc vào những người chủ lực của chúng ta. Những người xông pha chỉ có vai trò phất cờ, có hay không cũng không quan trọng. Sau khi tinh giản nhân lực, cũng chưa chắc đó đã là chuyện xấu. Nghe vậy, dường như cũng có lý, nhưng ba người vẫn cảm thấy nữ nhân này vì nam nhân của mình mà tốn quá nhiều tâm tư. Bọn hắn muốn nhắc nhở nàng rằng, dù thế nào, sau khi đại hội kết thúc, vẫn sẽ có người chỉ trỏ sau lưng nàng, những hành động của Vương Thắng nàng không thể xóa bỏ. Đương nhiên, ba người cũng bị nàng thuyết phục. Nhưng vẫn còn lo lắng, Đường Chân chần chừ nói, chia một nửa trùng cực tinh cho bọn hắn cũng không cần thiết chứ. Mộc Lan Thanh Thanh nói, trước đó ai đã cố gắng bao nhiêu, đều có lý do để thoái thác, không rõ ràng. Nếu muốn rõ ràng, thì phải làm rõ, cho bọn hắn, để tránh nói rằng chúng ta chiếm lợi ích của bọn hắn. Phần đó cũng không nhiều, chỉ là 1-2 ngàn miếng. Nếu Huyền Châu cần đến phần này để giành giải nhất, chúng ta thật sự cần phải xem lại bản thân. Chia đều trùng cực tinh cuối cùng vẫn sẽ đưa vào thành tích tổng của Huyền Châu. Nhưng bọn hắn phải chấp nhận một điều kiện, lợi ích cuối cùng sẽ được quyết định dựa trên thành tích của hai bên. Bên nào ít sẽ phải giao trùng cực tinh cho bên nhiều để quyết định thứ tự sắp xếp. Bọn hắn nói rằng chúng ta chiếm lợi ích của bọn hắn, giờ ta cho bọn hắn một cơ hội tranh đoạt, cho bọn hắn một cơ hội thể hiện thực lực của mình. Nếu không đạt được gì, thì không thể oán trách ai. Lời này đã khiến ba người trước mặt thuyết phục, trong lòng họ cũng tò mò về Vương Thắng. Họ muốn biết Vương Thắng có gì mà dám dùng một đám ô hợp để đối đầu với Huyền Châu tinh nhuệ của nàng. Điều này hiển nhiên không phải là Vương Thắng rảnh rỗi làm ra quyết định, chỉ có ăn no mới lượn quanh như vậy. Hắn còn nói gì mà bọn hắn xem thường đám ô hợp này, nhưng đến tay hắn, bọn chúng sẽ trở thành binh hùng tướng mạnh. Được rồi, ngoài việc buộc phải thỏa hiệp với Vương Thắng cũng đã thành công khơi dậy lòng ham muốn chiến thắng của nàng. Nàng nhìn thấy Vương Thắng không bình thường,
nhưng không tin rằng giữa hai bên có sự chênh lệch lớn như vậy. Nếu thật sự thua, nàng cũng sẽ chấp nhận. Nếu đám ô hợp đó thật sự có thể phát huy tác dụng lớn, thì Huyền Châu giành giải nhất cũng là điều có thể chắc chắn. Nghe nàng nói, ba người suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì không thể chấp nhận. Họ cũng không tin rằng mình không thể so với đám ô hợp kia. Ba người đồng ý, nhưng trong lòng vẫn thầm nhủ, nữ nhân này vì nam nhân của mình mà quá nhọc lòng. Trong lòng bọn hắn cũng có chút ghen tị, một nữ nhân tốt như vậy, tại sao bọn hắn không gặp được? Vương Thắng cặn bã như vậy làm sao xứng đáng, thật đúng là số mệnh. Mộc Lan Thanh Thanh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có một số việc mà Vương Thắng không biết. Nàng cũng không muốn dùng danh nghĩa vị hôn phu để mang tiếng cho mình. Nhưng không còn cách nào khác, danh chính ngôn thuận là một liều thuốc tốt để giải quyết nhiều vấn đề. Nếu Vương Thắng không có danh nghĩa vị hôn phu, căn bản không thể dễ dàng thuyết phục những người này. Không cần thuyết phục, điều đầu tiên họ nghĩ đến là làm thế nào để xử lý Vương Thắng. Bất kể có chuyện gì đáng nói không. Dù có chịu khuất phục trước nàng, bọn họ cũng sẽ âm thầm ra tay với Vương Thắng. Thắng hay thua là một chuyện, nhưng chắc chắn không dễ dàng đồng ý như vậy. Các đại phái đều có thế lực riêng, bằng mặt không bằng lòng, có rất nhiều cách để âm thầm ra tay. Việc này không nên chậm trễ, có ba nhà phối hợp, những chuyện còn lại sẽ dễ làm. Ba nhà này không chỉ có người của môn phái mình, mà còn có những thế lực giao hảo. Thống nhất ý kiến của họ, việc thực hiện cũng trở nên dễ dàng, người thực hiện cũng không thiếu. Mặc dù vậy, vì chuyện vớ vẩn này, họ vẫn phải mất gần 2 ngày để xử lý, điều chỉnh nhân sự là điều khó khăn nhất. Thế là 2 ngày sau, Đồng Minh Sơn, người trực ban tại trụ sở Bách Luyện Tông đột nhiên chạy vào động Sư Xuân, khẩn cấp hô lớn, không xong, có một lượng lớn nhân mã lao về phía chúng ta. Sư Xuân bình tĩnh nói, vội gì chứ? Dứt lời đứng dậy ra ngoài xem, kỳ thật hắn cũng không cần nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra, vì trước đó Mộc Lan Thanh Thanh đã gửi tin báo cho hắn biết rằng nhân mã sẽ đến. Nhân mã đến quá đông, động tĩnh lớn đến mức khiến những môn phái trốn ở đây đều bị kinh động. Khi bọn hắn chạy ra ngoài xem trên đỉnh núi, thấy từ đằng xa mảng lớn nhân mã bay đến đã vù vù như mưa rơi xuống, đáp xuống xung quanh bọn hắn. Mang những người đó đến là sư đệ của Vạn Đạo Huyền, hắn bĩu môi chỉ về phía Sư Xuân bọn họ nói, chính là bọn họ. Sau đó đối với Sư Xuân bọn họ giới thiệu, đây đều là người của Huyền Châu, một nhà cả. Nói xong, liền trực tiếp lách mình bay đi, chẳng muốn nói thêm câu nào. Bị đẩy ra khỏi đám người là một nam tử áo đen, hai mắt sáng quắc, hắn hướng về phía Sư Xuân cười tủm tỉm chắp tay nói, tại hạ là mạch triển trường của Long Võ Tông, không biết vị nào là Vương Thắng của Du Hà Sơn. Sư Xuân có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đứng ra thừa nhận, chính là tại hạ, không biết. Ai nha, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vương huynh quả nhiên là tuấn tú lịch sự, quả thật là tư chất của Long Phượng. Một đống người nhiệt tình vây quanh chào hỏi, quả thật khiến Ngô Cân Lượng và những người khác bị xa lánh không còn hình bóng. Một đám người tự giới thiệu, tự báo danh, rơi vào trong hỗn loạn khiến Sư Xuân sửng sốt đến không nhớ nổi ai là ai, chỉ không ngừng gật đầu khách khí, miệng luôn nói hạnh ngộ. Thấy náo nhiệt không xong, Mạch Triển Trường cảm thấy bị chen lấn không chịu nổi, hắn nhấc tay hô lớn, ngừng, mọi người đừng đẩy, đừng ồn ào, nói chính sự đây. Hiện trường lúc này mới yên tĩnh trở lại, Mạch Triển Trường ra hiệu cho mọi người lùi lại một chút, phất tay gọi vài đồng môn tới, để bọn họ đưa mấy cái túi đen căng phồng cho Sư Xuân. Xem ra là trùng cực tinh, Sư Xuân nghĩ thầm trong lòng, trước đó Mộc Lan Thanh Thanh cũng không nói rằng số trùng cực tinh này phải giao cho hắn. Hắn cùng Mộc Lan Thanh Thanh đã thỏa thuận rằng nhân mã và đồ vật phân chia đến tay, những việc còn lại hắn tự xử lý. Quan trọng là người ta không thể nhảy đến đây để lo liệu việc của hắn, nếu vậy thì còn chia gì công sức nữa. Cho nên lúc này hắn tự nhiên hỏi, đây là gì? Trùng cực tinh đấy. Không phải, cho ta sao? Câu này khiến Mạch Triển Trường và những người khác mồm năm miệng mười, giải thích rằng Mộc Lan Thanh Thanh đã chia nhân mã cùng tình huống và điều kiện, bọn họ muốn bắt đầu tụ hợp. Rõ ràng là Sư Xuân và Mộc Lan Thanh Thanh đã thảo luận kỹ lưỡng, nhưng trước mặt Sư Xuân vẫn làm như không biết gì. Một bộ vừa hiểu rõ tình hình, một bộ không liên quan gì đến mình, đem túi trùng cực tinh đẩy ra ngoài, các ngươi giữ kỹ là được. Không cần đưa ta. Không phải, các ngươi đến đây làm gì? Mạch Triển Trường chỉ vào đồng bọn, Vương huynh, hiện tại chúng ta cùng một phe của Huyền Châu, chúng ta tới nhờ cậy ngươi. Đúng vậy, đúng vậy. Vương huynh, chúng ta tới nhờ cậy ngươi. Một đám người lại ồn ào hưởng ứng. Sư Xuân giật mình, nhờ cậy ta. Đùa cái gì vậy? Mạch Triển Trường nói, chuyện lớn thế này, làm sao có thể là đùa? Chuyện này vì ngươi mà lên, rắn không đầu không được, binh không chủ tự loạn. Sau khi bàn bạc,
chúng ta quyết định đề cử ngươi làm thống lĩnh. Đúng vậy, đúng vậy. Không phải Vương huynh thì không ai xứng đáng. Đúng, ngoài Vương huynh ra, ai khác đến thống lĩnh chúng ta đều không phục. Các phái nhân viên lại một lần nữa kêu gào kịch liệt, ngược lại như thể nếu Vương Thắng không làm thủ lĩnh thì không ai có thể. Bề ngoài nhìn là vì Vương Thắng là vị hôn phu của Mộc Lan Thanh Thanh, nhưng trên thực tế chính là nguyên nhân này, chỉ có hàm nghĩa bên trong khác biệt. Có một số việc, bực tức thì bực tức, oán trách đại phái nắm giữ công lao của bọn hắn thì cứ oán trách. Nhưng khi cho họ cơ hội cạnh tranh công bằng, họ lại cảm thấy không đủ khả năng gánh vác trách nhiệm đó, cảm thấy mình không thể làm được. Ngược lại không dám đảm đương, cũng không có khả năng chiến thắng, nên không cần thiết liều mạng. Chỉ cần lẫn lộn qua đại hội là được, đồ đần mới đi liều mạng. Vấn đề là, lẫn lộn qua như vậy quá xấu hổ, thật sự phù hợp sao? Nếu có một phần vạn khả năng bị truy trách thì làm sao? Vị hôn phu của Mộc Lan Thanh Thanh không phải cũng được tha thứ sao? Thế là có cảnh trước mắt này, Vương Thắng làm thủ lĩnh của bọn họ, trời sập thì người cao đỡ. Sư Xuân lại không ngốc, nhìn sắc mặt nhóm người này đã hiểu. Dù sao cũng hơi buồn bực, vậy là xong à? Hắn còn chuẩn bị một đống kế sách để thu phục những người này, uổng công rồi, không cần dùng nữa. Lúc này hắn mới hiểu được cái mà Mộc Lan Thanh Thanh gọi là danh phận. Một cái danh phận vị hôn phu thật sự giảm bớt rất nhiều phiền toái. Chương 160, Nguyễn Tuân đại đương ra phân phó. Nhưng mà, nhường một nhóm người thuận nước đẩy thuyền quá thuận lợi cũng không thích hợp, Sư Xuân chắc chắn là từ chối một chút, lập tức đưa tay ra hiệu dừng lại. Chư vị, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta không có ý định trộn lẫn cho đến khi đại hội kết thúc, ta thật sự dự định hết sức để Huyền Châu giành giải nhất, cho nên người dẫn đầu này, các ngươi đừng tìm ta. Một bộ dáng phân rõ giới tuyến. Mọi người bị lý do thoái thác của hắn làm sững sờ, nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, thật hay giả đây. Mạch Triển Trường xoay trong mắt một vòng, chợt cao giọng nói, đều là tới để hết sức vì Huyền Châu, không ai có ý định trộn lẫn đến khi đại hội kết thúc. Hắn vừa nói xong, mọi người lập tức tỉnh ngộ, đồng loạt hưởng ứng. Đúng vậy, đều là tới để hết sức vì Huyền Châu, không ai trộn lẫn. Vương huynh, tuyệt không trộn lẫn. Vương huynh, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ở đây không ai không hết sức vì Huyền Châu. Ngươi không tin, nhìn những vết đao, vết kiếm trên người ta xem, sao có thể là người trộn lẫn mà ra được. Mọi người càng kêu càng vang, càng náo nhiệt, dường như đang xem thường Vương Thắng bọn hắn. Đều kịp phản ứng, ngươi Vương Thắng nói không có ý định trộn lẫn, vậy chúng ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện này chính là vì ngươi Vương Thắng trộn lẫn bị người phát hiện mà ra. Ngươi giờ nói không trộn lẫn, ai mà tin thì đầu óc có vấn đề, cứ thế mà muốn qua mặt mọi người sao? Tóm lại một câu, chuyện này là ngươi làm ra, chỉ bằng ngươi là vị hôn phu của Mộc Lan Thanh Thanh, không ai thích hợp đứng đầu hơn ngươi. Bị vây quanh trong đám người ồn ào, Sư Xuân không nói một lời, hai tay ôm trước bụng, nghiêm mặt chờ đợi, để bọn hắn dần dần kêu gào cho đủ. Một lúc lâu sau, Mạch Triển Trường cũng thấy nhao nhao quá lâu, lớn tiếng hô ngừng, sau đó đối diện với Sư Xuân cười cợt nói, Vương huynh, ngươi xem, chung ý khó vi phạm, tình cảm chân thành không thể chối từ, ngươi cũng đừng từ chối nữa. Sư Xuân mặt không đổi sắc nói, làm người đứng đầu, liệu lời nói có tác dụng không? Nghe xong, Mạch Triển Trường lập tức vui mừng, vỗ ngực nói, có tác dụng, tuyệt đối có tác dụng, đại gia nói có phải không? Đúng, có tác dụng. Chỉ cần Vương huynh nói, chúng ta tuyệt không hai lời. Từ hôm nay, Vương huynh chính là người dẫn đầu của chúng ta. Thấy mọi người kêu náo nhiệt, Ngô Cân Lượng bị ngăn ở ngoài đoàn người cũng bị sự chân thành của đám người này cảm động. Thế là hắn lớn giọng hét lên, ngươi chính là đại đương gia của chúng ta, đại đương gia. Trừ Cạnh Đường bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt cổ quái, phát hiện cách làm của hai huynh đệ Vương Thắng đôi khi thật vô cùng cẩu thả, nhưng lại rất có gan. Nhưng không ai quay đầu nhìn, mà dù có quay đầu cũng không thấy có vấn đề gì, ngược lại còn có người hô theo, đúng, đại đương gia, đại đương gia, đại đương gia, đại đương gia. Cái gì mà người dẫn đầu, cái gì mà thống lĩnh, những từ đó đều không có sức cuốn hút như đại đương gia, chẳng mấy chốc, cả đám người rộng lớn đều hô thành một mảnh. Nhiều người như vậy hô to, nhiều người như vậy vây quanh, khiến cho Sư Xuân có chút tinh thần hoảng hốt, nhìn quanh mọi người, giống như lại trở về lúc trước. Trong tiếng hò hét, Mạch Triển Trường ra hiệu cho đồng môn đưa túi vải đen chứa trùng cực tinh lên trước mặt Sư Xuân. Được rồi, ta đã hiểu lòng của mọi người. Sư Xuân thi pháp hô lớn một tiếng, áp chế sự ồn ào, sau đó mới thản nhiên nói, nếu đại gia nhất định như thế, ta cũng chỉ có thể là thịnh tình không thể chối từ. Nhưng ta nói trước, ta không giống như các ngươi nghĩ xấu xa, ta đến đây là để hết sức vì Huyền Châu giành giải nhất.
Các ngươi nếu dám nuốt lời, trộn lẫn hoặc chống lệnh không tiến, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Không có gì tốt để lập dị, hắn không muốn kéo dài chuyện này, hơi có chút ý tứ thì trực tiếp nhận lời. Chỉ cần một lời hứa miệng mà thôi, ai mà quan tâm bọn hắn thật lòng hay giả dối. Những lời này nện vào lòng mọi người, khiến họ có chút trầm ngâm, mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Sau khi mọi người yên tĩnh một chút, Mạch Triển Trường lại hưởng ứng, chỉ cần là vì Huyền Châu giành giải nhất mà nỗ lực, nguyện tuân theo đại đương gia phân phó. Trong lời nói nhấn mạnh ý nghĩa rất rõ ràng, tất cả mọi người không ai ngốc, không ít người lập tức hiểu ra hàm ý trong lời nói, nếu bị lừa dối, chúng ta sẽ không phục tùng. Đến mức vì Huyền Châu giành giải nhất mà nỗ lực, ai thật sự bỏ sức ra làm việc này thì người đó đúng là ngốc, nếu thật sự có lòng dạ và sức lực, mọi người còn có thể tụ tập ở đây sao? Nỗ lực có hai loại, một loại là nỗ lực mang lại thành quả, một loại là nỗ lực nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì. Tất cả mọi người đều xem lời hứa nỗ lực của Sư Xuân như một lời xã giao, nguyện tuân theo phân phó của đại đương gia. Nguyện tuân theo phân phó của đại đương gia. Nguyện tuân theo phân phó của đại đương gia. Từng người hưởng ứng, cuối cùng âm điệu hòa thành một âm thanh thống nhất vang vọng giữa đồng trống. Sự việc cũng được quyết định như vậy, sau đó tiến vào trong động quật để chính thức giao trùng cực tinh, số lượng cần phải kiểm kê, chia đều ra được 1.837 viên. Trước đó Sư Xuân tin lời của Trừ Cạnh Đường, nghĩ rằng Huyền Châu thật sự đã lấy được hơn 6 vạn viên trùng cực tinh. Lúc đó còn cảm thấy kỳ quái, trước khi tiến vào Nguyệt Hải chỉ mới có khoảng 3.000 viên. Sao tiến vào Nguyệt Hải ở lại mấy ngày mà ra lại biến thành hơn 6 vạn viên? Sau đó, khi nghe Mộc Lan Thanh Thanh giải thích mới biết chuyện gì đã xảy ra. Đó là Huyền Châu cố tình tung tin đồn để tê liệt những châu khác, nhường cho nhân mã của các châu khác tập trung trùng cực tinh vào tay họ. Như thế Huyền Châu có thể giảm bớt tần suất ra tay. Nhận trùng cực tinh xong, Sư Xuân liền dẫn 5 người từ các môn phái để trải vuốt hơn 3.000 nhân mã, phân loại thực lực mạnh yếu. Hơn 3.800 người được chia thành 10 tổ. Hoàn thành nhiệm vụ này, không chậm trễ một phút, Sư Xuân trực tiếp giao tất cả nhân mã cho Ngô Cân Lượng để huấn luyện. Thời gian không còn nhiều, cách thời điểm đại hội kết thúc cũng không xa, không thể chậm trễ. Huấn luyện cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tập trung đội ngũ và phân tán đội ngũ. Khi tản ra, một tiếng hiệu lệnh vang lên, các đội người ít nhất phải biết rõ mình thuộc đội nào, đừng để đến khi tập trung lại mà còn chạy nhầm vào đội khác. Phân tán rồi tập kết, lại phân tán rồi tập kết, chỉ tập luyện như thế xung quanh. Ngô Cân Lượng chỉ định địa điểm ngẫu nhiên, yêu cầu nhân mã được chỉ định phải có mặt kịp thời tại địa điểm. Sau đó là tín hiệu bằng tay hoặc giọng nói, ánh đèn tín hiệu, xem họ có thể hiểu không. Dường như đều là những thứ đơn giản, nhưng chính những thứ đơn giản này lại được huấn luyện lặp đi lặp lại. Một số người âm thầm tự hỏi, liệu có thật sự nghĩ đến việc để đám ô hợp này đi cướp trùng cực tinh không? Điều khiến họ càng lẩm bẩm là, Ngô Cân Lượng, người phụ trách huấn luyện, mang lại cảm giác điều động nhân mã rất thành thạo. Lời nói có vẻ cầu thả nhưng việc làm thì rất ổn, giống như một người thường xuyên dẫn người đánh nhau. Phối hợp tín hiệu tay, giọng nói và ánh đèn tín hiệu cũng không phải là ngẫu nhiên mà có, mà thật sự rất chú ý. Có người ban đầu còn miễn cưỡng phối hợp, tập lâu dần mất kiên nhẫn, bắt đầu phàn nàn. Ngô Cân Lượng không tranh luận với họ, ngược lại chỉ cười hắc hắc, mời họ nghỉ ngơi một bên, sau đó thì nói, đại đương gia mời ngươi qua một chuyến. Trừ Cạnh Đường sẽ dẫn người đi, đưa đến nơi vắng vẻ để nói chuyện. Những người từ các môn phái được đưa đến nơi vắng vẻ để nói chuyện. Nếu chỉ có một người phàn nàn, thì từng người sẽ được đưa đến để nói chuyện. Nếu có vài người phàn nàn, thì cũng từng người một sẽ được đưa đến nói chuyện. Không biết họ nói chuyện gì, nhưng sau khi đi thì không ai trở lại, mơ hồ còn nghe thấy tiếng đánh nhau từ xa. Nghe nói những người có thực lực mạnh bị mang đi để nói chuyện, Trừ Cạnh Đường và nhóm của hắn không mạo hiểm nói chuyện theo yêu cầu của Sư Xuân. Trước tiên, họ đưa những người này đến một nơi để trấn an, không cho họ trở về và chờ Sư Xuân tự mình đến để tiếp tục nói chuyện. Hơn 20 người bị mang đi nói chuyện cuối cùng không trở về và những buổi thao luyện đơn giản kia cuối cùng diễn ra thuận lợi hơn nhiều. Những người có ý kiến cũng đã làm theo. Lúc này, Sư Xuân không có mặt ở đó vì những việc đơn giản này không cần đến hắn. Hắn nghĩ có Ngô Cân Lượng là đủ rồi. Tại một thung lũng, Sư Xuân và Tượng Lam Nhi gặp nhau. Tượng Lam Nhi đưa cho hắn cái túi đen chứa trùng cực tinh, 477 viên tìm thấy ở Nguyệt Hải đều ở đây. Nhóm trùng cực tinh này trước đó đã giấu đi, giờ Sư Xuân muốn mượn dùng. Sau khi thỏa thuận điều kiện, không có lý do gì không thể mượn, nên lại được đào lên. Sư Xuân kiểm tra số lượng xong, tháo từ trên lưng xuống cái túi vải đen đã chuẩn bị sẵn, bên trong cũng có trùng cực tinh. Là kết quả của việc quản ôn cho tiến vào Nguyệt Hải tìm kiếm,
sau đó Yến Kỳ đoạt lại, cuối cùng rơi vào tay hắn. Còn lại 73 viên, hắn lấy từ trùng cực tinh của tượng Lam Nhi 30 viên, ném vào cái túi có 73 viên, tổng cộng 103 viên, sau đó đưa cho nàng. Tượng Lam Nhi cầm lấy cái túi trùng cực tinh, có chút không hiểu, nghi hoặc nói, có ý gì đây? Sư Xuân không nói gì, lấy từ hông ra một cái túi đen chuẩn bị trước, túi này trống rỗng. Sau đó lấy từ số trùng cực tinh của tượng Lam Nhi 154 viên bỏ vào cái túi trống, rồi đưa cho tượng Lam Nhi. Tượng Lam Nhi cảm thấy khó hiểu. Còn lại 293 viên, Sư Xuân cũng đóng túi lại và đưa cho nàng. Ôm ba túi trùng cực tinh với số lượng không đều, tượng Lam Nhi hoàn toàn mơ hồ. Không phải hắn muốn mượn trùng cực tinh sao? Sao chỉ trong chớp mắt lại trả nàng thêm 73 viên? Nàng không chịu nổi mà hỏi, có ý gì đây? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sư Xuân bình tĩnh đáp, không vội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhân mã của ngươi gồm 12 đội, đánh vào các đội của châu khác. Ta muốn ngươi duy trì thông tin nắm giữ về tình hình, không có vấn đề gì chứ? Tượng Lam Nhi đáp, còn phải xem ngươi muốn nắm tình hình như thế nào. Không có khả năng biết mọi thứ, vì bọn họ đã vào giai đoạn sau, rất khó để biết được những chuyện quan trọng. Sư Xuân nói, ta chỉ cần biết 3 điểm đơn giản, vị trí cụ thể của nhân mã, số lượng cụ thể của nhân mã và tình hình thực lực của họ. Có thể cung cấp cho ta bất cứ lúc nào không? Tượng Lam Nhi cam đoan, điều này không thành vấn đề. Sư Xuân nói, tốt, bây giờ ngươi liên hệ đi, ta muốn nắm được tình hình cơ bản ngay lúc này. Tượng Lam Nhi lườm hắn một cái, đặt lại 3 cái túi vải đen vào ngực hắn, sau đó lấy ra tử mẫu phù để lần lượt liên hệ. Sau khi có được thông tin, Sư Xuân đặt 3 cái túi vải đen sang một bên, lấy ra sách và căn cứ vào thông tin từ tử mẫu phù để đánh dấu. Các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.top. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.